Xin kính chào quý thầy cô, quý anh chị em và các bạn đồng nghiệp đến với buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật định kỳ của Bệnh viện Nhi đồng 1 được tổ chức ngày hôm nay vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2020. Và với tinh thần học hỏi, chia sẻ và cùng nhau phát triển, chúng tôi mong muốn không phải chỉ các anh chị em ngồi trong hội trường ngày hôm nay được tiếp cận với các kiến thức và với thông tin này. Và lần đầu tiên, chúng tôi muốn lan tỏa những thông tin này rộng hơn nữa, xa hơn nữa cho các nhân viên y tế không thể nào đến hội trường ngày hôm nay. Thì lần đầu tiên, bệnh viện sẽ tổ chức livestream trực tiếp trên fanpage của Bệnh viện Nhi đồng 1, giống như trên thông tin mà các anh chị đã thấy ở trên. Và các anh chị có thể tương tác và đặt câu hỏi trực tiếp tại hội trường cũng giống như là tại fanpage của bệnh viện. Những câu hỏi ngại ngùng không thể công khai, các bạn có thể inbox trực tiếp cho fanpage. Thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ tổng hợp các câu hỏi này và gửi đến báo cáo viên, và chúng tôi sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của anh chị trong buổi sinh hoạt của ngày hôm nay. Và đến với chuyên đề, xin mời chúng tôi xin giới thiệu là thạc sĩ bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Nhi đồng 1. Và chủ đề của chúng ta hôm nay là xử trí siêu hấp cấp ở trẻ sơ sinh. Như các anh chị đã biết, thì xử trí siêu hấp cấp đã là một vấn đề khó khăn, và đối với cái đối tượng mỏng manh, nhỏ nhắn, nhỏ bé là sơ sinh thì lại càng mang những điểm khác biệt và khó khăn nhiều hơn nữa. Và chúng tôi xin hân hạnh được chào đón bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Thanh Tâm, trưởng khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1, sẽ cùng chia sẻ với chúng ta về vấn đề ngày hôm nay. Xin kính mời bác ạ. Xin kính chào tất cả các bạn đang có mặt ở hội trường cũng như là đang theo dõi cái trang Facebook của Bệnh viện Nhi đồng 1. Thì ngày hôm nay trong cái khuôn khổ mà sinh hoạt khoa học kỹ thuật thì chúng ta nói về vấn đề đề tài về sơ sinh, siêu hấp sơ sinh. Cái đề tài này thì năm ngoái đã được trình bày tại Hội nghị Nhi, và có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra trong cái Hội nghị Nhi năm ngoái, nhưng mà vì không đủ thời gian cho nên là mình sẽ trở lại năm nay mình lại sinh hoạt khoa học kỹ thuật về đề tài này. Thì chúng ta sẽ có thời gian để mà cập nhật những cái gì mới, và cũng là để có những cái câu hỏi liên quan với thực hành. Thì siêu hấp sơ sinh mình chỉ trong cái khuôn khổ ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về các cái biện pháp hỗ trợ kỹ thuật ban đầu. Thì mục tiêu chúng ta sẽ biết về định nghĩa nguyên nhân siêu hấp, đánh giá đúng các triệu chứng lâm sàng của siêu hấp, trình bày 4 nguyên tắc xử trí, chọn lựa phương pháp hỗ trợ hô hấp ban đầu phù hợp với một trẻ đang siêu hấp, nêu các điều trị ban đầu của bệnh lý gây siêu hấp thường gặp. Thì đại cương định nghĩa siêu hấp: khi mà hệ hô hấp không đủ khả năng cung cấp dưỡng khí cho nhu cầu cơ thể, hậu quả là thiếu oxy và ứ CO2 dẫn đến toan máu, nếu không xử trí kịp thời sẽ tử vong hoặc di chứng. Đây là lý do mà bệnh nhân được nhập viện và chuyển viện hàng đầu của trẻ sơ sinh. Thì các bạn nhìn các nguyên nhân siêu hấp sơ sinh thì chúng ta có tất cả những cái nguyên nhân cũng như là cái cơ chế bệnh sinh, nằm sinh. Cái màn hình các bạn thấy ha, thì chúng ta bắt đầu bằng không khí, cái hệ hô hấp bên ngoài bắt đầu bằng không khí, và sau đó là tưới máu, hút dưỡng giữa chúng ta từ không khí đi vô, chúng ta làm phân bố giữa các phế nang, và sau đó khuất tán qua cái hàng rào phế nang mau mạch và đi vô tới mạch máu phổi. Từ đó nhờ cái tưới máu để mà đi
dẫn oxy đi tới để giao cho oxy tới mô và nhận CO2 về. Thì trong quá trình đi chúng ta có hemoglobin để gắn kết, mang oxy đi, lấy CO2 về. Và trên cái đường mà đi từ cái hệ hô hấp bên ngoài tới cái hệ hô hấp bên trong là mô, thì nó cần một cái bơm, đó là trái tim. Và cái bơm, những cái mối quan hệ giữa siêu hấp với cái bơm, nó bao gồm tiền tải, sức co bóp cơ tim và hậu tải. Khi mang oxy tới mô và nhận CO2 thì đó là tới cái phần tưới máu mô. Thì đây là những cái yếu tố gây ra, có thể gây ra siêu hấp, cũng như là cơ chế vận sinh của siêu hấp, cũng như là trẻ lớn, của người lớn. Thì cái nguyên nhân siêu hấp của sơ sinh, nguyên nhân tổn thương phế răng mao mạc phổi, nó chiếm phần gọi là nhiều nhất. Thì các bạn giờ mà ở bên tay trái đó là một cái phế nang mà bình thường, bên tay phải đó là một cái phế nang bị tổn thương. Thì trong cái phế nang bình thường thì cái phế nang đó, lòng phế nang rất là đẹp để mà chứa không khí, thuận lợi cho trao đổi khí. Cái lớp siêu hấp tăng lót trên bề mặt của phế nang và có những đại thực bào để mà dọn sạch sẽ cái lòng phế nang. Có tế bào phế nang tiếp 1, tế bào phế nang tiếp 2. Tế bào phế nang tiếp 2 có vai trò là sản xuất ra chất siêu hấp tăng. Và sau đó là một cái mao mạc phổi rất là, gọi là cái lòng rất là đẹp và rất là thông thoáng để mà đưa máu đi. Thì nếu mà một cái phế nang, tổn thương phế nang mao mạc phổi thì các bạn nhìn cái hình bên phải, chúng ta sẽ thấy rằng cái đại thực bào bị hoại hóa rất là nhiều. Và trong lòng của phế nang thì nó chứa những cái dịch rỉ viêm. Mà khi bệnh nhân mà sanh non mà có tử vong á, chúng ta lấy cái giải phẫu bệnh chiếu trên, coi trên kính hiển vi thì chúng ta thấy hình ảnh của màng trong là do những cái dịch rỉ viêm đi vô trong cái lót cái lòng phế nang này. Và mình sẽ có cái dịch phù, dịch rỉ viêm trong cái phế nang. Những cái đại cái tế bào phế nang tiếp 2, cái chỗ này bị bất hoạt cho nên không còn sản xuất ra siêu hấp tăng như là bình thường nữa. Song song đó thì mình thấy cái khoảng giữa cái phế nang với lại cái mảng máu phổi, cái mô kẽ đó cũng thấm nhuận những cái sợi tăng sinh, những cái sợi cơ, và cũng như là những cái nơ đốt viêm hoạt hóa lọt trong cái phần mô kẽ này. Và cái phần mô kẽ này nó chứa dịch và nó phù, nó dày lên, cũng giống như là trong cái mao mạc phổi đang bị tổn thương, có những đoạn nó bị là cục máu đông vi mạch, hoặc là những cái đại thực bào nó nghẽn tắc làm cho cái lòng của cái mạch máu phổi cũng bị hẹp lại, cản trở lưu thông của máu. Thì các bạn thấy là một cái phế nang bị tổn thương, nó bị nhiều vấn đề như vậy. Thì mình sẽ biết là trong cái điều trị của mình sẽ hướng tới những cái điều trị như thế nào để mà bảo vệ cái phế nang đang bị tổn thương không bị tổn thương hơn, cũng như nó đảm bảo chức năng của nó, đó là nhận oxy và thải ra CO2 cho tốt. Thì trở lại lâm sàng, chúng ta sẽ có 8 dấu hiệu của siêu hấp sơ sinh. Đầu tiên kể tới là tiếng trung ương. Ở trẻ sơ sinh các bạn quan sát tiếng trung ương ở cái màu môi, niêm mạc dưới lưỡi. Trẻ sơ sinh có thể đầu chi bị tím trong cái hình nhỏ ở phía dưới, nhưng mà cái hình góc trên đó là tiếng trung ương, hay tiếng trung ương mới có cái giá trị là bệnh nhân đang siêu hấp, tiếng ngoại viên thì không có giá trị. Cái dấu hiệu tiếp theo là đứa nhỏ sẽ có thở nhanh, đứa trẻ sơ sinh sẽ có thở nhanh trên 60 lần một phút. Thì nhịp thở này các bạn sẽ đếm trong vòng một phút, tại vì trẻ sơ sinh có những cái khoảng nó dừng lại và sau đó nó thở bù. Đúng, nếu chúng ta đếm chỉ có 15 giây như trẻ lớn thì chúng ta sẽ bị sai số. Thì được định nghĩa là thở nhanh khi trên 60 lần một phút và thở chậm trong một phút dưới 30 lần một phút. Trong cái lúc chúng ta quan sát đếm nhịp thở trong vòng một phút thì quan sát coi bệnh nhân có bị rút lõm ngực hay không. Dấu rút lõm ngực sẽ được quan sát ở thị hít vào, và cái đó là một cái mảng sườn 1/3 dưới bờ sườn bị rút vào khi bệnh nhân ở cái thị hít vào. Chúng ta không có tính cái khoảng gian sườn nha, cái khe gian sườn mà lõm vào đó là co kéo khoảng gian sườn thì nó không có đúng với định nghĩa của rút lõm ngực ha. Thì ở trẻ sơ sinh giống như là chương trình IMCI mình học vậy đó, thì cái rút lõm ngực của sơ sinh chỉ có rút lõm ngực nặng mới là giá trị siêu hấp. Ở trẻ lớn thì mình có rút lõm ngực nặng, rút lõm ngực nhẹ, thì ở trẻ sơ sinh đó là rút lõm ngực nặng, có nghĩa là nhịp nào các bạn cũng thấy rút lõm ngực, nó mới là dấu hiệu của siêu hấp ở sơ sinh. Khi mà trong lúc chúng ta đếm nhịp thở thì ngoài quan sát rút lõm ngực, chúng ta sẽ quan sát xem cái đứa nhỏ có cơn ngưng thở nặng hay không. Thì cơn ngưng thở nặng của trẻ sơ sinh được định nghĩa là nếu bệnh nhân có cái sự ngừng thở trên 20 giây hoặc dưới 20 giây, chỉ trên 15 giây nhưng mà kèm theo nhịp tim chậm dưới 100 lần. Vậy là chúng ta có hai cái định nghĩa trong cái cơn ngưng thở nặng. Một là thời gian trên 20 giây, hoặc là chỉ 15 giây nhưng cầm
kèm với chậm nhịp tim. Chúng ta sẽ nghe tiếng thở rên. Thở rên ở cái thì thở ra. Thì thở ra chúng ta sẽ quan sát có một cái tiếng rất là nhỏ ở cái thì thở ra, do khi mà đứa trẻ bị xương hấp càng nhiều thì đứa trẻ có nhu cầu muốn trao đổi khí luôn cả cái thì thở ra là cái thì thụ động, muốn giữ khí ở trong phế nang để mà trao đổi khí luôn cả thì thở ra. Thì lúc đó cái nắp thanh môn nó sẽ đóng lại một phần, tạo thành một cái đường hẹp ở cái luồng thở ra để giữ khí lại ở trong phế nang. Đó là cái cơ chế mà chúng ta sử dụng cái biết, đó là áp lực dương cuối thì thở ra đó, để giữ khí lại trong phế nang một phần, để đứa trẻ vẫn tiếp tục được trao đổi khí cả cái thì thở ra. Và khi khí thoát từ trong phế nang đi ra ngoài ở cái thì thở ra thì đánh qua cái nắp thanh môn ở một cái dây cửa hẹp, chúng ta sẽ nghe tiếng rên, là một cái tiếng rất là nhỏ, ẹt ẹt. Thì để nghe được tiếng rên, các bạn sẽ kê sát tay đi vô cái vùng mũi miệng cháo và quan sát lồng ngực ở cái thì thở ra, chúng ta sẽ mới nghe được, chứ là không dễ nghe. Ngược lại, cái tiếng mà chúng ta rất là dễ nghe trong siêu hấp sơ sinh là tiếng thở rít. Tiếng thở rít thì các bạn đứng xa xa cũng nghe rồi, đó là một cái tiếng âm sắc rất là lớn, rất là thô ở cái thì hít vào, âm tiếng rất là lớn. Và cuối cùng đó là một cái chỉ số mà chúng ta theo dõi bằng cái thiết bị, đó là chỉ số SpO2. Như vậy chúng ta có 8 cái dấu hiệu của siêu hấp sơ sinh, và một trong 8 dấu hiệu đó thì có một cái dấu hiệu chúng ta theo dõi bằng máy là SpO2 dưới 90%. Những cái bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh siêu hấp ở 4 cái nhóm nguyên nhân, thì đứng đầu đó là nguyên nhân tại phế nang. Hồi nãy mình đã thấy là một cái phế nang bị tổn thương như thế nào rồi, thì những cái bệnh lý chúng ta thường gặp là bệnh màng trong, viêm phổi, hội chứng hít phân xương, xuất huyết phổi, kén khí, vân vân. Cái thứ hai nữa đó là một cái bệnh, những cái bệnh lý mà gây ra tắc nghẽn đường thở, giống như hội chứng Bjornstam, tắc mũi sao, bất thường đường thở, nhiễm trùng thanh quản. Nguyên nhân do tim mạch như là tim bẩm sinh, cao phổi. Những nguyên nhân từ ngoài như là thoát vị hoành, tràn khí màng phổi, cơn ngưng thở trẻ non tháng. Nguyên nhân do thần kinh trung ương, thần kinh cơ, bất thường lồng ngực, bướu tinh dịch, bướu trung thất. Thì những cái nguyên nhân tại cái những thường gặp ở sơ sinh này, chúng ta có một cái lưu đồ để chẩn đoán cái nguyên nhân siêu hấp thì nằm ở một cái phạm vi bài khác. Khi mà chúng ta đi thực hành lâm sàng thì mình sẽ tiếp cận ở một cái từng cái nguyên nhân một. Thì để mà đánh giá cái mức độ siêu hấp ở cái mức độ nào để hướng tới điều trị, thì chúng ta sẽ có những cái xét nghiệm cận lâm sàng hỗ trợ chúng ta để đánh giá nguyên nhân của siêu hấp. Thì trong đó cái hai cái xét nghiệm mà các bạn đi theo bệnh nhân siêu hấp như là những cái trẻ khác, là chúng ta sẽ có là khí xoang phổi và khí máu động mạch. Thì có những cái đơn vị các bạn không lấy được cái mẫu khí máu động mạch ở trẻ sơ sinh, thì chúng ta có thể lấy cái khí máu tĩnh mạch để thay thế cũng được, hoặc là chúng ta lấy khí máu mao mạch đã được động mạch hóa thì giá trị cũng tương đương như là khí máu động mạch. Cái thứ hai là X-quang phổi ha, thì là một cái chương rất là lớn để chúng ta là những cái bác sĩ sơ sinh làm cái X-quang phổi lên, chúng ta đọc được những cái bệnh lý thường gặp của trẻ sơ sinh trên X-quang phổi mà gây ra siêu hấp. Thì sau khi chúng ta có một cái đánh giá ban đầu, nguyên nhân ban đầu và cái mức độ siêu hấp ban đầu, những cái xét nghiệm sâu hơn để tìm những nguyên nhân khác giống như nhiễm trùng hay những nguyên nhân khác, thì chúng ta tính sao. Bây giờ qua một cái điều trị, thì khi đứa trẻ chuyển tới chúng ta bị siêu hấp, thì song song với cái việc tìm nguyên nhân siêu hấp, chúng ta phải tiến hành điều trị ngay, tại vì diễn tiến rất là nhanh chóng. Lúc nào điều trị một đứa trẻ siêu hấp, nắm vững 4 cái nguyên tắc. Thứ nhất, đường thở phải thông đường thở. Cái thứ hai là cung cấp oxy. Thứ ba, điều trị nguyên nhân. Và thứ tư là điều trị hỗ trợ. Bây giờ mình sẽ đi vô từng cái nguyên tắc một. Thứ nhất, nguyên tắc điều trị cái đường thở. Để ý những cái đàm nhớt bị tắc đường thở. Đàm nhớt rất là thường ở trẻ sơ sinh cho đến thấp đường. Các bạn quan sát ngay từ lúc mới đẻ ra cho đến những cái lúc sau, khi các bạn tiếp cận một đứa trẻ sơ sinh bị siêu hấp, phải coi cái đường thở nó có bị tắc hay không. Nếu có chúng ta hút, còn nếu không có chúng ta không hút. Cái thứ hai là tư thế. Ở trẻ sơ sinh cái trương lực cổ của nó, nhất là những cái trẻ non tháng á, nó không có giữ vững được cái trương lực cổ, cho nên cái có thể là cháu nó sẽ bị gập cổ, hoặc là chúng ta kê cái miếng mà ở dưới vai nó không đúng thì nó sẽ ngửa cổ quá mức, nó làm cản trở đường thở. Cho nên là cái chuyện thứ hai các bạn phải lưu ý, đó là tư thế nằm của bệnh nhân, tư thế đầu. Cái thứ ba là các cái dụng cụ hỗ trợ qua cái đường thở hẹp. Thì cái bệnh chúng ta hay gặp nhất siêu hấp, mà khi mà đứa nhỏ nằm ngửa lại siêu hấp, chúng ta để nằm nghiêng nằm sấp thì đỡ siêu hấp, phải kể đến đầu tiên các bạn nên phải để ý, đó là hội chứng Bjornstam. Rất là dễ để nhận diện khi mà đứa trẻ nó sẽ có cái Bjornstam này, đó là do nó thiểu sản cái xương hàm dưới. Cái xương hàm dưới nó quá nhỏ cho nên nó không giữ vững được cái cổ,
không giữ vững được cái lưỡi, cho nên nó bị tụt lưỡi. Cái lưỡi nó tụt ra bị sao, và khi cái lưỡi tụt nó đây nghẽn mình thở. Thì những cái đứa trẻ này khi mình thấy nó nằm ngửa cái siêu hấp, cái mình để đứa nhỏ nằm nghiêng hoặc là nằm sấp là đứa nhỏ hết siêu hấp. Thì các bạn nhớ quan sát cái vị trí cằm của nó ha, cái xương hàm dưới cái cằm của nó. Nếu mình thấy trên hình cái cằm nó có vẻ là nó thụt vô hơn so với cái xương hàm trên đó, thì mình phải lưu ý tới cái mức độ này. Thì dựa vào cái phân độ Vancouver để các bạn đánh giá là cái đứa trẻ bị Diaroben này ở cái mức độ nào. Thì ở cái mức độ 0, mình sẽ có 4 cái mức độ theo cái phân độ Vancouver này. Thì cái mức độ 0 chúng ta chỉ cần điều trị bảo tồn và rất là tỷ lệ rất là nhiều, rất là thường gặp. Thì cái độ 0 điều trị bảo tồn nó sẽ được định nghĩa bằng những cái tiêu chí nào. Thứ nhất là cái trên, cái xương hàm trên và xương hàm dưới 10mm. Cái thứ hai là cái lưỡi nó chỉ tụt nhẹ mà thôi, và bệnh nhân vẫn duy trì được SpO2 ở tư thế nằm sấp và không có những cái biến chứng đường thở phối hợp. Thì các bạn coi cái hình ở bên góc bên tay ở phải là người ta cắt, người ta đo cái trên của xương hàm trên với cái xương hàm dưới. Ra tiện người ta sẽ khép miệng đứa nhỏ lại và người ta sẽ đo. Nếu mà trên dưới 10mm có nghĩa là 1cm đó, thì nó là phân độ trong là độ 0, là chúng ta chỉ cần điều trị bảo tồn. Thì những cái đứa trẻ này nên đặt nằm sấp hoặc nằm nghiêng một bên và có thể dùng cái ống thông mũi hầu. Thì các bạn sẽ dòm ha, hình bên tay trái là một cái đứa trẻ được thở bình thường, cái lưỡi được giữ vững, cái xương hàm dưới không có thiểu sản. Cái hình kế bên có cái khoanh đỏ đó là cái đứa trẻ bị thiểu sản xương hàm dưới và cái lưỡi nó tụt vào chắn cái đường thở. Thì chúng ta sẽ dùng cách chúng ta để cho đứa trẻ nằm nghiêng hoặc nằm sấp để cho nó không bị chặn cái đường thở. Nếu không được nữa thì chúng ta sẽ dùng một cái thông miệng hầu, là mình hay gọi là cái airway đó, cái mà chúng ta đặt vô để cho những cái bệnh nhân hôn mê nó không bị tụt lưỡi đó. Nhưng mà cái đó nó có một cái bất lợi là khi chúng ta đặt cái vô thì nó bị gì, nó khó chịu lắm, nó cứng, nó khó chịu, và chỉ dùng cho bệnh nhân hôn mê mà thôi. Thì bệnh nhân còn tỉnh thì mình đặt cái đó nó hơi khó chịu, thì chúng ta sẽ đặt một cái ống nội khí quản, ống nội khí quản nhưng mà không có vô tới khí quản. Mình gọi là mình lấy cái ống nội khí quản theo kích cỡ bệnh nhân sẽ đặt, mình sẽ đặt qua đường mũi và mình sẽ tới cái vị trí nào, tới cái vị trí nào mà đẩy cái lưỡi ra được nó không bị chẹn vô thì chúng ta dừng chỗ đó. Thường sẽ chúng ta sẽ đo từ cái vị trí từ mũi cho đến tai đó, là chúng ta sẽ tới cái vùng đó rồi. Thì cái hình bên góc bên tay phải đó là chúng ta thấy là cái ống nội khí quản luồn vô để đẩy cái lưỡi ra không bị hẹp, chúng ta gọi đó là đường thở thay thế ha. Cái ống nội khí quản với chức năng là chỉ để đường thở thay thế chứ không vô tới khí quản. Một cái bệnh lý thứ hai nữa mình nên nhận ra, cái đứa nhỏ này nó vô gặp mình á, nó khóc thì nó hồng, mà nó ngậm miệng lại là nó tím, hoặc là nó bú thì nó bị tím, là nó bị tắc mũi sao. Nó bị tắc mũi sao, cái đường thoát của cái phía sau nó bị tắc lại. Thì chúng ta nhận thấy khi mà một bệnh nhân siêu hấp tới, chúng ta ngậm miệng lại đi bú thì tím, người nhà cay bú tím. Thì chúng ta sẽ đi khám bệnh, lúc đó đứa nhỏ hạ miệng ra, chúng ta sẽ đẩy cái miệng cháo lại. Nếu mà chúng ta thấy tím tăng dần lên thì chúng ta phải nghĩ tới nguyên nhân là có thể bị hẹp mũi sao. Thì khi chỗ này thì chúng ta cần một cái đường hỗ trợ, đường thở hỗ trợ. Chứ bây giờ không lẽ nó hạ họng hoài, nó khóc hoài thì nó cũng mệt. Thì chúng ta đặt một cái giống nãy nói, cái thông miệng hầu nó cũng bị vướng. Thì người ta cho nó ngậm một cái núm vú, thì cái núm vú nó được đặt tên bởi một cái bác sĩ gây mê để nghĩ ra cái phương pháp này, đó là cái núm vú Gowen. Thì mình sẽ làm cái núm vú Gowen này sao? Một cái núm vú bình thường, cái mình khoét cái lỗ, cái núm vú bình thường để ngậm thì nó không có, nó bít cái lỗ rồi. Nếu mình xài cái núm vú mà núm vú cao su trong cái bình sữa đó thì cái lỗ nó hơi bị nhỏ, cho nên chúng ta khoét cái lỗ bự hơn. Thì khoét cái lỗ bự hơn khoảng chừng 0.5cm là lỗ bự hơn, rồi mình cố định cái núm vú đó như là cái hình bên phải mình thấy à, cho nó ngậm. Thì cái núm vú rất là mềm, mà khi nó bú lại thì cái núm vú nó không bị xẹp, mà khi nó sẽ dễ chịu hơn là chúng ta đặt một cái airway, nghĩa là cái một cái vật cứng vô. Thì những cái đứa trẻ này thì khi mà nó vẫn chúng ta không để cho đứa nhỏ bú bình, thì bú bình nó ngậm miệng lại bú nó sẽ tím. Thì những cái đứa bé này là chúng ta đút mũi, đang đút mũi cho đến lúc mà nó được can thiệp bởi cái mũi sao cho thông thoáng, đó cái hỗ trợ ban đầu. Một bệnh lý đặt ở đây là các bạn nhớ lưu ý là nó cái teo thực quản sao đặt vô cái bài siêu hấp. Thì cái bệnh nhân bị teo thực quản bẩm sinh này, lý do siêu hấp là do nó bị nghẽn tắc đường thở, do cái nước bọt của nó không nuốt được, cho nên là cái nước bọt ở miệng thì vẫn tiết ra nhưng mà không nuốt vô được tới cái bao tử. Nó bị teo thực quản rồi cho nên nước bọt nó sẽ trào vô trong cái đường thở và nó làm nghẽn tắc đường thở. Ở trên lâm sàng thì đứa nhỏ nó có tiền sử là đa ối và bú hơi bị sặc tím,
cái quan trọng nhất là đứa nhỏ có cái dấu hiệu cái nước bọt nó cứ lùi xùi ở miệng nó như là cái sùi bọt cua, thì chúng ta phải nhận ra cái dấu hiệu này nha. Thì nếu mà chúng ta nhận ra muộn cái dấu hiệu mà bệnh nhân teo thực quản này thì nó sẽ bị cái gì? Thứ nhất, nó sẽ bị hít sặc cái nước bọt nó vô trong phổi, chúng ta sẽ có một cái viêm phổi hít nước bọt. Nhưng mà cái một cái mà chúng ta đang lo hơn không phải là sặc cái nước bọt từ trong cái túi thực quản nó vô một phổi không, mà do cái đường dò ở cái tiếp teo thực quản và tiếp C đó, thực là cái tiếp thường gặp nhất, thì nó có một cái đường dò giữa cái gọi là cái khí quản vô tới là cái dạ dày, cái đầu dưới của cái thực quản đó, cái nó nối vô cái khí quản. Thì cái lúc này á, thì nếu mà chúng ta đứa nhỏ thở thì khi mà khí đi vô trong phổi thì nó sẽ đi vô một phần vô dạ dày thông qua cái đường dò giữa cái khí quản với lại cái thực quản dạ dày. Thì khi mà khí vô quá nhiều á, thì nó sẽ trào cái dịch dạ dày này trở ngược lại trong cái đường dò đó và vô phổi. Lúc này chúng ta sẽ bị viêm phổi hít do quá chất là dịch dạ dày. Thì đây là nguyên nhân siêu hấp mà gọi là gây ra nguy hiểm cho đứa nhỏ hơn là cái chuyện nuốt nước bọt hồi nãy. Thì để xử trí cái việc này chúng ta làm sao? Chúng ta phải làm sao lấy hết dịch nước bọt ở cái túi cùng trên và chúng ta đừng có để cho trứng bụng ở cái đường dò dưới. Thì trên hình các bạn thấy là chúng ta sẽ đặt hai cái ống thông vô trong cái túi cùng trên, một cái ống thông, cái ống hút đàm á, không có lấy xong dạ dày cũng được mà mình lấy cái ống ống hút đàm, thì một cái ống mình sẽ hút gắn vô máy hút, mình có thể hút liên tục hoặc hút định kỳ. Một cái ống thứ hai là để thông cái khí trời, để khi chúng ta hút liên tục thì cái túi cùng nó không bị xẹp, để có chỗ chúng ta chứa, chứ nếu mà cái túi cùng của chúng ta hút hết thì cái túi cùng nó sẽ bị xẹp và nước bọt nó cũng không có chỗ chứa lại để hút tiếp. Nếu mà cái túi cùng này nó cái đường hút này nó bị nghẹt quá thì chúng ta sẽ cho thêm một tí nước muối vô. Và ở nhớ chỗ này là hạn chế không khí áp lực dương, tại vì không khí áp lực dương nó sẽ làm chướng cái hơi vô trong dạ dày hơn, ra từ phổi nó sẽ trào hơi trong dạ dày hơn, cho nên là hạn chế tối đa không khí áp lực dương, bao gồm cả CPAP, cả máy thở, hạn chế tối đa để đừng làm chướng hơi. Những cái bệnh lý khác là bất thường của đường thở trên thì chúng ta có thể đặt nội khí quản vào chỗ hẹp thì hết khó thở thanh quản nha. Thì các bạn thấy trên hình một cái đứa trẻ nó khó thở thanh quản rất là nhiều, rút lõm ngực như vậy, thì đặt cái nội khí quản qua khỏi chỗ hẹp thì nó hết. Nhưng mà có những cái trường hợp là nó nghẽn rất là nhiều, thì có một cái thủ thuật gọi là thủ thuật exit này, đứa trẻ được chẩn đoán ở trong bụng mẹ, đó là những cái đứa bé mà nó có chèn ép đường thở bẩm sinh do những cái bú quá lớn chèn ép đường thở trên bẩm sinh. Thì khi được chẩn đoán tiền sản, chúng ta phải chuẩn bị khi đứa trẻ ra đời nó không thở do cái bú này chèn ép đường thở, thì chúng ta sẽ làm thủ thuật exit bằng cách phối hợp bác sĩ về gây mê hồi sức, bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ nhi sẽ đứng cùng với bác sĩ sản ở trong cái phòng xanh. Khi đứa trẻ bắt đầu được đưa cái đầu ra thì để chuẩn bị cho đứa trẻ thở, chúng ta phải đặt một cái đường thở thay thế để giúp cho đứa nhỏ không bị cái bú này chèn vô cái đường thở của nó và nó sẽ bị tiếp sau khi sanh. Nó là cái thủ thuật exit. Thì trên hình các bạn thấy đây là cái ekip trên bệnh nhân thực tế, mình có rất là nhiều ca. Đây là một ca điển hình mình phối hợp giữa bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Nhi Đồng 1 của mình trong cái thủ thuật exit ở bên góc trái. Và sau khi sanh ra thì đứa trẻ đã được có cái ống nội khí quản, là có một cái đường thở thay thế. Thì sau khi đường thở thay thế thì tùy, nếu đứa trẻ thở được thì chúng ta sẽ thở qua những dụng cụ phía trên, ví dụ như CPAP hay như là như thế nào đó, còn không thở được thì chúng ta gắn vô máy thở. Thì về tới nơi bệnh nhân sẽ được lên lịch phẫu thuật, và sau phẫu thuật thì bệnh nhân cai được cái ống nội khí quản là không cần cái đường thay thế nữa. Nguyên tắc điều trị thứ hai là chúng ta sẽ cung cấp oxy. Hồi nãy giờ chúng ta qua cái nguyên tắc điều trị thứ nhất là không đường thở, đường thở thay thế. Nguyên tắc điều trị thứ hai là cung cấp oxy. Thì đây các bạn đã biết rồi, cái mục tiêu ở trẻ sơ sinh sẽ giữ SpO2 khoảng 90-96%, ở trẻ sanh non thì chúng ta giữ tới 95%, 90-95%. Ngày xưa thì trẻ sanh non chúng ta giữ là SpO2 khoảng 88% thôi, 88-95%, thì người ta nhận thấy là những đứa trẻ mà giữ SpO2 thấp có khoảng 88% á, thì nó sẽ bị cái bệnh lý võng mạc sau này nhiều hơn. Cho nên là bây giờ người ta mục tiêu SpO2 của đứa trẻ sanh non là giữ từ 90-95%, trừ đứa trẻ này là tim bẩm sinh tiến. Nếu mà nó là tim bẩm sinh tiến để giữ cho cái ống phân mạch không bị đóng thì chúng ta sẽ cung cấp cái SpO2 mục tiêu chỉ là khoảng 75-85% mà thôi, để giữ giống như là cái độ bảo mạo oxy ở trong cái máu tĩnh mạch của mẹ, trong bụng mẹ vậy đó, để giữ cho đủ tưới máu não, tưới máu cơ quan, nhưng mà nó không bị quá nhiều để mà cái ống phân mạch bị đóng.
Rồi nếu mà chúng ta thử khí máu thì pH máu phải trên 7.25 và CO2 không bị quá ứ. Thì CO2 mục tiêu chúng ta là không quá ứ và không quá thấp. Mình sẽ giữ mức khoảng 35-55. 55 là cao hơn trẻ lớn rồi ha. Trẻ lớn chúng ta chỉ có 45 thôi. Nếu mà CO2 ở trẻ sơ sinh chúng ta thấp quá thấp thì nó lại sẽ làm cho con mà nó não. Cái vấn đề khác nữa là cũng dự phòng không tốt, cũng như là CO2 quá cao. Cho nên chúng ta sẽ có CO2 mục tiêu là khoảng từ 35-55. Và các biện pháp cung cấp oxy gồm có oxy qua canula, mặt nạ oxy, và chúng ta sẽ cung cấp thêm áp lực qua CPAP, qua những cái máy thở không xâm lấn cũng như xâm lấn. Thì ở đây là đứa trẻ thở oxy qua canula, và khi mà thở oxy canula thì chúng ta không cung cấp một cái bíp, bíp là áp lực dương, cuối thì thở ra, không có. Thì nếu chúng ta dùng oxy từ cái nguồn oxy trực tiếp, cái lúc đó thì oxy đó là oxy từ nguồn là 100%. Chúng ta dặn nên là 1 lít ở trẻ sơ sinh tối đa là khoảng đó. Thường là mình không có quá nhiều thì quá nhiều nó cũng không cung cấp hơn cái FiO2. Thì oxy, nếu mà gắn oxy vô cụ, oxy nguyên chất, chúng ta sẽ có FiO2 là 100% từ cái đầu nguồn đi ra. Nhưng mà qua tới vô tới bệnh nhân thì nó trộn với cái khoảng chết ở trong cái bể chứa từ mũi hầu của nó và trên đường, thì chúng ta chỉ còn FiO2 vô tới thực sự tới gọi là phế nang của bệnh nhân á, thì khoảng chừng 40-60% mà thôi, tùy theo cái tần số bệnh nhân thở. Thì có một cái biện pháp cung cấp oxy khác mà không biết nữa là chúng ta thở oxy qua mask. Nếu mà oxy qua mask có túi dự trữ thì oxy sẽ được lấy lại một phần, thì cung cấp oxy có thể lên tới 90%, FiO2 lên tới phế nang có thể lên tới 90% nếu mà có túi dự trữ. Còn không có túi dự trữ như trên hình các bạn thấy thì cũng bằng như là oxy qua canula mũi mà thôi. Nhưng mà nếu mà đợi thở oxy qua mặt nạ oxy á, cho những trường hợp mà gương mặt nó bị biến dạng, bị sức môi, bị cái gì đó mà cái đường thở nó không thể gắn được oxy canula đó, thì chúng ta thở oxy qua mask, nhớ dặn oxy lên tới 6-8 lít một phút. Để sao? Để cái oxy này nó mới đẩy được cái khoảng mà khí tồn động lại trong cái mặt nạ ra ngoài, chứ không thôi chúng ta sẽ làm bị ứng CO2. Cái vấn đề là cố định cái mask này thì đứa nhỏ thường là nó khó chịu ha. Một cái biện pháp khác, hồi nãy giờ chúng ta đang điểm khuyết là nếu cung cấp vô cái cột oxy mà nguyên chất á, thì FiO2 là lên tới 100%, vô người đứa nhỏ rất là cao. Thì cho những cái đứa trẻ mà chúng ta chỉ cần oxy không mà phải điều chỉnh FiO2 thì chúng ta gắn vào bộ trộn, có bao gồm là có một cái cột vừa khí vô trong đó. Thì các bạn sẽ thấy cái bộ trộn như các bạn đã thấy trên hình ha, là cái bộ trộn ở cái góc bên trái chúng ta sẽ có là một cái bộ trộn giữa khí LC ra một cái đồng hồ, chúng ta dặn được FiO2. Cái đồng hồ đó là để đo áp lực, thì cái này thở chưa, không cần đo áp lực, chỉ cần đo oxy thôi. Và cho những cái bệnh nhân mà chúng ta phải canh cái FiO2 rất là nhiều để nó giữ được SpO2 mục tiêu, nhất là đứa nhỏ thì bẩm sinh tím, nếu mà cung cấp oxy quá nhiều thì nó sẽ bị tím. Thì chỗ này các bạn lưu ý, chúng ta cần một bộ trộn. Giống như góc bên tay phải, chúng ta có hệ thống trộn oxy với lại khí cho những bệnh nhân mà đang cai oxy xanh non, lệ thuộc oxy. Thì các nhận nhớ là với cái bộ trộn oxy E này chúng ta điều chỉnh được FiO2 từ cái đầu khí cung cấp vô. Một cái biện pháp cung cấp oxy tiếp theo đó là chúng ta rất quen thuộc, đó là CPAP là ngoài cái chuyện cung cấp oxy, cung cấp thêm áp lực dương cuối thì thở ra. Mình đang gọi là áp lực dương liên tục nhưng mà thực tế nó là áp lực dương cuối thì thở ra. Thì trong cái thị hít vô thì thở ra đó, đáng lẽ là khí ở trong phế nang nó cân bằng ra bên ngoài thì áp lực nó tới bằng không mới chấm dứt cái thị thở ra. Và tiếp theo cái thị hít vô thì cái CPAP này nó sẽ dừng lại, nó giúp tùy mức độ chúng ta cài đặt, thì tới cái áp lực chúng ta đang cài đặt thì nó cân bằng giữa áp lực phế nang với áp lực bên ngoài, thì bệnh nhân sẽ chấm dứt cái thị thở ra mà áp lực không có rơi xuống mặt không, để chúng ta tiếp tục cái thị hít vô tiếp theo. Đó là cái áp lực chúng ta cài đặt và cái áp lực dương của thị thở ra, thì nó giúp cho giữ cái phế nang gọi là không có xẹp. Thì cái phế nang nó xẹp hẳn rồi nó tiếp lại một cái nhịp thở tiếp theo, nó cực lắm, nó phải gọi là làm phong phổi ở cái nhịp tiếp theo, có nghĩa là phải huy động phế nang trở lại. Thì ở những đứa trẻ mà nó thiếu sự phát tăng khi nó đã xẹp nhiều rồi, chúng ta huy động rất là khó. Cũng như những đứa trẻ mà sức thở nó không có đó, thì ví dụ như giống chúng ta thở bong bóng vậy đó, cái để bong bóng nó xẹp hẳn thổi lại nó rất là cực, trong khi nếu mà cái bong bóng nó xì ra còn mềm mềm chúng ta thổi lại thì nó nhẹ hơn, nó nhẹ công thở hơn. Thì cái hiệu quả CPAP như mình nói là giúp cho là cái áp lực CPAP, cái áp lực cái phế nang được căng phòng thường xuyên để giảm cái dung tích khí quản chức năng, cũng ngăn ngừa xẹp phế nang, giảm cái sinh trong phổi, cải thiện độ đàn phổi, phục hồi lại cái sự phát tăng, cũng như là ổn định cái mạch ngực ở những đứa trẻ quá non, mình không có bị là sau đó nó bị giống như lõm ngực gì đó do cái biến dạng cái lồng ngực do bị xẹp.
Và cái hiệu quả của CPAP này giúp là tăng trao đổi oxy và giảm cái công thở của bệnh nhân. À, mình ví dụ cái CPAP giống như là bệnh nhân có cái chiếc xe đạp vậy đó, đi bộ thì nó mệt, có chiếc xe đạp đạp thì nó đỡ hơn, đỡ công hô hấp hơn. Nhưng mà nhớ là bệnh nhân phải còn sức để đạp nổi, có nghĩa là bệnh nhân phải còn tự thở phải khá hiệu quả. Những cái bất lợi của CPAP bao gồm cái áp lực đường thở nó cao thì nó có thể gây ra cái hội chứng rò rỉ khí. Cái thứ hai là cái thể tích phổi lúc nào dự ứng cao thì có những trường hợp nó bị giảm thông khí và làm cho CO2 bị ứ lại. Có một cái số áp lực chúng khi chúng ta cài đặt nó làm tăng cái áp lực lồng ngực thì lúc đó cái máu trở về tim không được, làm giảm cái cung đường tim và giảm cái dòng máu phổi, dẫn đến rối loạn cái tỷ lệ thông khí và tưới máu, giảm oxy hóa máu. Và chúng ta cũng nhận thấy là những cái bệnh nhân thở CPAP lâu lâu cái bụng nó bị chướng, người ta sợ viêm ruột hoại tử hay là thủng tạng gì đó, thì khi khảo sát hoài thì nó là cái bụng CPAP belly, có nghĩa là cái bụng do CPAP mà ra, đó là chướng hơi. Thì khi chướng hơi nghĩa là cái cơ hoành nó nâng lên thì làm cho bệnh nhân dễ bị ọc sữa, dễ bị trào ngược và bệnh nhân khó dung nạp sữa, cũng như là cái giới hạn bú của bệnh nhân. Và cái mà cái tai biến nếu mà thở CPAP lâu thì cái loét mắt mũi là cái mà chúng ta cố gắng hạn chế nhưng cũng khó tránh. Vì những cái bất lợi của CPAP này cho nên là trên thế giới người ta muốn tìm một cái biện pháp mà cung cấp oxy thay thế mà nó giảm bớt những cái bất lợi của CPAP bằng cách người ta sử dụng một cái gọi là thở oxy qua canula với lưu lượng cao. Thì trên hình chúng ta thấy là một cái hệ thống thở oxy với lưu lượng cao thì nó qua cái bình làm ẩm, phải cần làm ẩm ha, tại vì cái lưu lượng này cao lắm mình có thể làm khô cái đường thở. Nguồn khí cung cấp điều chỉnh được FiO2 và có một cái van. Cái van có nghĩa là giữ để cho cái áp lực trong hệ thống nó không quá mức và xả ra kia là 45cm nước nó xả ra và nó sẽ có một cái canula gắn trên mũi. Thì cái ưu điểm của cái thở và oxy lưu lượng cao ở trẻ sơ sinh này nè, giúp giảm cái chấn thương mũi, giảm cái chướng bụng và tăng dung nạp của bệnh nhân, cũng như là chúng ta dễ cho bé nhỏ nằm sấp, chúng ta dễ là cho da kề da bú mẹ và dễ cài đặt sử dụng. Cái hệ thống này thì hiện tại thì chúng ta đang chế thôi chứ cũng chưa có cái hệ thống đúng của nó. Thì những cái cơ chế mà tác dụng của cái oxy lưu lượng cao này là cung cấp một cái áp lực. Áp lực này được cung cấp do cái flow, có nghĩa là dòng khí được cung cấp. Và nó cái dòng khí này khi mà mình sử dụng lưu lượng cao đó thì nó sẽ đẩy những cái khí chết ở trong cái khoảng chết của mình ra. Giống như chúng ta thay đổi cái dòng lưu thông dòng khí vậy đó. Cung cấp đủ cái lượng khí để mà trao đổi khí của tại cái nang, nó cũng giống như CPAP nhưng mà cái áp lực nó không bằng, để mà giảm bớt cái sự siêu hấp cũng như là giảm bớt công thở. Nhưng mà những cái chống chỉ định của cái thở lưu lượng cao này cũng gồm hội chứng rò rỉ khí, những cái gọi là chướng hơi mà ảnh hưởng tới cơ quan, những đứa trẻ mà bị ngưng thở gọi là rất là thường xuyên hoặc là ngưng thở tái diễn của trẻ non tháng thì nên là sử dụng cái CPAP thì hiệu quả hơn. Và toàn máu thì chúng ta không dùng, với pH 7.25 chúng ta không dùng cơ chế này. Thì các bạn sẽ đọc thấy là cái hiệu quả của CPAP, của lưu lượng cao so với CPAP thì nó cũng khá là tương đồng, nhưng mà có vẻ là nó cũng không bằng. Thì tất nhiên rồi, thì cái áp lực của dương của thì thở ra nó cung cấp bằng cái flow dài chứ không phải là cung cấp bằng một cái hệ thống tạo một cái áp lực dương để kiểm soát. Một cái quyển tắc cung cấp tiếp theo đó là người ta dùng cái CPAP. Ha, mình lên khoa mình thấy có cái CPAP là cái gì? CPAP đó là một cái nhịp thở mà lâu lâu nó có một cái nhịp thở sâu hơn, thì mỗi cái nhịp thở sâu mình cài đặt á, nó sẽ cung cấp thêm một cái lượng thể tích khoảng 3-6 ml/kg là bằng một cái nhịp tidal volume. Thì bệnh nhân có thể thở lên cả hai cái áp lực trên, áp lực dưới và thêm một cái số tần thở sâu thì để cố gắng giảm bớt. Khi mà mình thở cái CPAP này mình sẽ thấy cái hiệu quả giống như CPAP nhưng mà nó thêm hai cái, một cái áp lực dương ở trên nữa và cái nguồn áp lực nó ổn định hơn, cũng như là cung cấp thêm một cái số tần số thở sâu theo chúng ta cài đặt. Tất cả những cái biện pháp chúng ta kể đó là bệnh nhân phải còn thở hiệu quả ha. Thì chỉ định thở CPAP thì các bạn cũng đã quen rồi. Thứ nhất là những bệnh nhân nào có tổn thương phổi mới có chỉ định thở CPAP, là vô đúng cái cơ chế bình sinh. Cái thứ hai nữa đó là những bệnh nhân thở oxy mà thất bại ha, do mình định nghĩa thất bại là đối với mình cung cấp mà nó không đạt được cái SpO2 mục tiêu của mình, cũng như là nó với một FiO2 cao rồi thì chúng ta sẽ có chỉ định thở CPAP. Cơ ngưng thở trên 5 tháng, liệt cơ hoành, loạn sản phế quản phổi hoặc là những bệnh nhân cai máy thở, những chỉ định thở CPAP. Thì trong cái chỉ định thở CPAP này nè, cái đưa vô thì các bạn phải lưu ý cái chống chỉ định của nó. Cái chống chỉ định khi mà tràn khí mạng phổi, áp lực mà chưa đặt điểm lưu thì mình đừng có nên đưa vô, tại vì nó sẽ làm cho nặng nề hơn cái tràn khí nha. Đó là cái chống chỉ định tuyệt đối, tràn khí mạng phổi áp lực chưa dẫn lưu.
Cái thứ hai là những cái siêu hấp do nguyên nhân từ thần kinh thì nó không có đúng cơ chế để mình thể vô suy bác. Ví dụ như đứa trẻ bị xăng ngạt, bị xuất huyết não, bị vàng da nhân, viêm màng não gì đó mà cơ chế nó gây ra siêu hấp thì các bạn phải vô cái cơ chế bình sinh thì chúng ta hỗ trợ suy bác này nó sai cái cơ chế bình sinh, chúng ta không đạt được hiệu quả. Siêu hấp do tim bẩm sinh tím, ha, tim bẩm sinh tím thì nó cản trở hóa cái dịch tim thì cái suy bác này có thể nặng nề hơn cái tim bẩm sinh tím. Và nhớ là chúng ta hay bị những cái bệnh lý chứng hơi nguy hiểm với suy bác. Ví dụ như thoát vị hoành, thở thành bụng, thoát vị cuốn rốn, không hậu môn, teo thực quản là kể như là chống chỉ định của CPAP. Chúng ta đừng cố gắng cho thở, tại vì khi hơi vô trong cái những cái ổ bụng này đã chứng hơi nguy hiểm thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái phổi, hay cái cơ hoành và nó sẽ làm nặng nề tình trạng siêu hấp của đứa trẻ. Thì cho các bạn cái hình để hình dung được là người ta thở CPAP từ trong phòng xanh cho những đứa trẻ xanh non có chỉ định thì ở trong phòng xanh chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ có cái hệ thống mà thở qua cái mặt nạ và dùng cái phổi, cái phổi đó là cái phổi, cái bóng mà bóng lưu lượng, bóng phòng theo lưu lượng đó, mình hay gọi là bóng gây mê đó, thì chúng ta sẽ dặn lên với một cái FiO2 mình mong muốn cái flow đạt được và chúng ta áp sát cái mặt của đứa trẻ để tạo một áp lực phòng phổi CPAP tại phòng xanh. Cũng như nếu mà chúng ta có hệ thống ở bên tay phải đó là nêu bóc ở trên máy thì áp sát mặt đứa trẻ để tạo thành một cái áp lực căng phòng phổi để tránh thiếu ngang không xẹp ở những nhịp thở đầu tiên cho những đứa trẻ sinh non từ trong phòng xanh. Rồi mình sẽ có những cái hệ thống CPAP, đây là cái bóp cổ CPAP, nghĩa là CPAP cột nước, thì cái cột nước sâu bao nhiêu thì tạo thành cái áp lực bao nhiêu. Thì ở một cái bệnh viện địa phương thì người ta đã sử dụng cái CPAP cột nước này để người ta chuyển bệnh nhân trong nội viện, nghĩa là khi đứa trẻ sinh ra từ trong phòng xanh sinh non, người ta áp dụng cái phương pháp CPAP mà đã mình thấy rồi sau đó chuyển bệnh nhân đi, thì các bạn thấy hệ thống rất là gọn ghẽ. Thì hệ thống này thì sử dụng CPAP cột nước thì vẫn cần một cái gọi là cái bình, cái máy cột nước mình thấy màu xanh 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 lá cây đó, và cái bình oxy mình điều chỉnh được áp lực, điều chỉnh được cột nước và di chuyển ở trong nội viện. Thì cái này là hệ thống từ cái phòng xanh và di chuyển trong nội viện của một bệnh viện ở tại Cần Thơ, bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ. Rồi khi mà di chuyển xa hơn thì cái hệ thống này có những nơi mình không có hoặc là mình không biết sao chuyển viện, thì mình sẽ có là cái hệ thống CPAP với cái van bevonic. Thì trong bệnh viện mình là cái hệ thống CPAP với cái van bevonic này là thầy Cam đã đưa về bệnh viện mình là tính ra là mấy chục năm luôn ha, từ trẻ lớn cho đến áp dụng cho trẻ sơ sinh khi khoa thành lập cho đến bây giờ là cái việc sử dụng cái CPAP này rất là gọi là rất là bình thường luôn rồi. Thì những cái địa phương người ta cũng đã cố gắng để người ta chuyển với cái CPAP để không phải đặt ống nội quản bệnh nhân, thì các bạn thấy là cái CPAP trên cái xe chỉ có gần cái van bevonic mà thôi, mà lúc này chúng ta sử dụng là oxy là FiO2 đang là 100%, tại vì mình không có bộ air compressor trên đường đi. Thì để tránh cho đứa trẻ tiếp xúc với oxy liều cao thì cái hệ thống chuyển CPAP này chỉ cho những cái đứa trẻ chuyển trong thời gian ngắn mà thôi, đừng có dài, hay dài chúng ta sẽ bị cái tiếp xúc oxy liều cao. Trong cái lưu độ thử CPAP, chúng ta bắt đầu bằng CPAP, áp lực cài đặt là 4-6cm nước với FiO2 là tùy thuộc vô tình trạng siêu hấp bệnh nhân, oxy hóa máu của bệnh nhân từ 40-100%. Nếu mà đáp ứng tốt, chúng ta sẽ giảm dần FiO2, giảm dần áp lực cho đến thấp nhất thành công thì chúng ta sẽ ngừng CPAP. Trừ những cái bệnh nhân mà chúng ta cần CPAP để cho nó làm phòng ngừa cơn ngưng thở ở những đứa trẻ non tháng, thì chúng ta sẽ giữ CPAP lâu hơn xíu với cái áp lực thấp ở 4cm nước và FiO2 là 21 với khí trời. Còn những bệnh nhân mà thở CPAP không đáp ứng, phải tăng FiO2 lên tới 60% và áp lực 6-8, mà chúng tôi khuyên là các bạn đừng bao giờ sử dụng cái áp lực cao trong cái tình huống này, tại nó không, thường là cũng không thành công. Cho nên là mình tăng áp lực 6 FiO2 khoảng 40-60 là mình biết là chấp nhận là mình thất bại rồi đó. Thì mình phải là đặt nội khí quản để thở máy. Thì chỉ định thở máy xâm lớn ngoài cái việc thất bại với CPAP hoặc là oxy thì mình sẽ có là bệnh nhân thở hước ngưng thở, chúng ta không cố gắng để cho bệnh nhân tự thở, lúc đó hết sức rồi, đạp sẽ đạp không nổi rồi, cho nên là phải thở máy xâm lớn để cho bệnh nhân nằm yên. Cái thứ hai là những đứa trẻ siêu hấp mặc dù chưa có nhiều, nó chỉ có mới thở nhanh thôi nhưng mà nó là đang sốc hạ huyết áp hoặc là nó đang là cao phổi tồn tại, thì cái chỗ này đừng nặng lề thêm cái gánh của tim, cái chỗ cái bơm đó thì chúng ta phải là để cho đứa nhỏ đặt nội khí quản và giúp thở. Cái một cái chỉ định thở máy xâm lớn đó là những đứa bé gây mê để đi mổ thì nó đâu có thở đâu, thì thứ tư. Rồi còn những cái thất bại của CPAP chúng ta được định nghĩa rất là rõ, nếu mà FiO2 cao và đứa trẻ không đạt được hoặc là sức thở không có, nhất là những tình huống mà CO2 đang ứ ở trên
trên 60 ml đỉnh hơn với cái toàn máu ha, pH đã giảm 7.2 rồi thì đừng cố gắng đi giúp cho bệnh nhân để cho bệnh nhân tự thở nữa. Nguyên tắc điều trị tiếp theo là chúng ta sẽ điều trị nguyên nhân ha, xong với cung cấp oxy tới điều trị nguyên nhân và các hỗ trợ ban đầu. Thì điều trị nguyên nhân cái mà thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh và cái thường là bệnh nhân sẽ sống chứ là thường cũng không có bị ảnh hưởng gì, đó là chúng ta phải phát hiện sớm và điều trị đúng cái trạng trí mạng phổi rất là thường gặp. Thì trên đứa trẻ mà có hỗ trợ áp lực, ví dụ như tụ cầu xanh nó phải thông khí áp lực dương hoặc là nó phải thở CPAP, thở máy và đứa nhỏ tình trạng siêu hấp xấu đi đột ngột thì có một cái tỷ lệ mà trẻ sơ sinh nó có trạng khí mạc phổi nguyên phát, nhưng mà tỷ lệ nó không nhiều. Trên đứa trẻ đột ngột thay đổi, mình thấy lòng ngực nhô, bụng phồng lên và phế âm giảm một bên thì nghĩ tới trạng khí mạc phổi. Chúng ta có thể sử dụng cái đèn soi tĩnh mạch chích đó để mình soi thành ngực, nhưng mà cái giá trị giới hạn. Thì nếu trên lâm sàng chúng ta đánh giá đứa trẻ này có cái tham chứng của trạng khí mạc phổi, chúng ta có thể chọc hút trước, nếu có khí thì sẽ dẫn luôn tùy theo chỉ định nha. Còn nếu mà chúng ta thấy bệnh nhân có thể đợi được thì chúng ta sẽ đợi xong phổi, nhưng mà có những tình huống nó đột ngột và nó chèn ép đến mức mà cái tim của nó là rớt xuống luôn rồi thì chúng ta phải chọc hút nhiều khi trước, có khi trước cái x-quang, kết quả x-quang lên nữa ha. Thì các bạn thấy đây là một cái hình bên tay phải là trạng khí mạng phổi, bên tay phải rất là nhiều lẫy lệch trung thất luôn ha. Bệnh nhân này đang thở máy thì có nội khí quản thì chúng ta phải chọc hút rồi dẫn lưu. Thì cái này thì ở địa phương mình không có cái kim chọc hút thì mình sẽ sử dụng như thế nào? Có thể mình sử dụng cái kim bướm. Cái kim bướm ở trong phòng xanh, phòng mổ thì cũng có, thì sử dụng cái kim bướm thì mình sẽ luồn vô. Rồi cái kim bướm thì thứ nhất là không có đủ sâu. Cái thứ hai nữa là cái diện tích, cái kích thước của nó nhỏ quá, nhiều khi chúng ta hút không ra không được. À, thì sử dụng sao mà để thoát khí thôi. Cũng có thể sử dụng cái kim số 16, 18, đâm xuyên qua thành ngực. Nhớ là bờ trên của xương sườn dưới. Chúng ta sẽ có cái hai vị trí, một là gian sườn 2 đường trung đòn, hoặc là gian sườn 4 đường nặng trước hoặc đường nặng giữa. Thì thường ở trẻ sơ sinh á, đứa trẻ nó nằm không à. Và các bạn thấy cái x-quang nó giống như vậy nè, thì thường là mình chọc ở gian sườn 4 á mình dễ hơn. À, chỗ đó là rộng đinh nè, không có trúng gì hết. Cái gian sườn 2 thì nó khó hơn tại nó ngay đỉnh phổi. Nhiều khi á là mình phải phạm phải luôn lên cái lá tạng. Thì cái việc mà mình hút khí trong khoang hậu phổi là mình đã xuyên lủng luôn cái lá tạng và mình gọi là mình chọc lủng phổi á thì nó khó hơn nha. Thì đây là cái cách để cho các bạn hút cho nó nhanh. Còn dẫn lưu bằng Truca hay là bằng phương pháp Schillinger đó là một cái biện pháp sao. Một cái tiếp theo đó là một cái bệnh lý thoát vị hoành. Thì thường là thoát vị hoành được chẩn đoán tiền sản. Nếu mình bệnh nhân được chẩn đoán càng sớm, có thể là mới mang thai có mấy tuần được chẩn đoán thì tiên lượng càng xấu. Tại vì phổi nó sẽ bị tiền sản càng nhiều, ruột lên càng nhiều. Thì cái này nó ngược lại với cái kia lòng ngực nhô, bụng nhô, thì cái này lòng ngực nhô, bụng thì lõm. Tại ruột á, nó lên phổi nó nằm hết rồi. Thì thường á là tràng khí nó nằm ở bên phải, thoát vị hoành thường ở bên trái. Cái tỷ lệ tràng khí bên phải rất là thường gặp, cũng như nơi thoát vị hoành ở bên trái rất là thường gặp. Cho nên là các bạn cứ theo đúng cái dấu hiệu đó thì tràng ha, ít khi nào mình chọc nhầm lắm ha, chọc nhầm một cái đứa nhỏ tràng khí, chọc nhầm bên thành thoát vị hoành lắm. Thì trong cái thoát vị hoành này, trong cái xử trí cấp cứu, nếu có chẩn đoán tiền sản thì khi sanh ra đứa trẻ cố gắng là đừng thông khí áp lực dương, có nghĩa là chúng ta không có bớt bóng vào mặt nạ. Đứa trẻ sanh ra nếu có siêu hấp, chúng ta phải đặt nội khí quản từ trong phòng sanh, chúng ta sẽ không cho đứa nhỏ thở CPAP, tại vì những cái đó nó là làm chứng hơi nguy hiểm. Thì cái hơi lúc này ruột nó hơi nó vô trong phổi một phần, nếu chúng ta thở CPAP hơi vô trong phổi một phần, hơi vô trong ruột một phần, và cái ruột nó đang ở trên phổi, thì khi mà ruột nó đang phồng lên nhiều trên phổi thì nó sẽ trao đổi khí có một phổi bên kia thôi. Cái thứ hai nữa là ruột nó lên trên phổi, khí nó vô được thì cái ruột nó không trở xuống được, nó bị xiết cái cổ chai ngay chỗ cái lỗ thoát vị đó ha. Thì có những trường hợp là bị hoại tử dạ dày. Những cái hỗ trợ thoát qua mở khí quản, thì trong cái mở khí quản chúng ta có thể cho thở oxy, thở CPAP hoặc thở máy. Thì trên hình chúng ta sẽ thấy ha, những bệnh nhân bị có đường thở thay thế vì phải mở khí quản thì chúng ta sẽ cung cấp oxy, thở CPAP, thở máy, đợi cho cái đường thở nó phục hồi bằng cái phương pháp điều trị triệt để, hoặc là hỗ trợ mất thời gian dài hơn. Thì các bạn thấy ha, thì cũng thấy là khi mà bệnh nhân mà thở CPAP, thở oxy, thở CPAP, thở máy qua cái mở khí quản này nè, chúng ta phải cung cấp cái độ ẩm khá cao để thôi nó đường thở nó bị khô, thể vô trực tiếp mà không có qua cái khoang mũi để mà giữ được cái độ ẩm ẩm. Thì cái này phải nhớ. Cái hình cuối cùng bên thở máy thì chúng ta có cái hút nạp kính cho bệnh nhân để cho tránh lây nhiễm ha.
Điều trị nguyên nhân tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng siêu phát tăng cho những đứa trẻ mà có chỉ định thiếu siêu phát tăng. Thì các bạn cũng thấy ở trên hình đó là sử dụng siêu phát tăng tại bệnh viện Nhi đồng 1 thì rất là lâu rồi, tính ra hôm nay cũng 20 năm rồi. Từ cái hình đầu tiên ở bên cái góc bên trái cho đến cái hình mà chúng ta bơm không xâm lấn và thở máy không xâm lấn. Thì bây giờ tới cái kỷ nguyên của chúng ta là kỷ nguyên mà chúng ta sẽ xâm lấn bệnh nhân tối thiểu bằng những cái biện pháp nào mà nhẹ nhàng nhất thì chúng ta sẽ áp dụng cho bệnh nhân. Những một nguyên nhân siêu hấp tiếp theo nữa các bạn phải nên phân biệt là khi đứa trẻ vô siêu hấp tím thì chúng ta sẽ phân biệt đây là tim bẩm sinh tím hay là cáo phổi vô tím. Thì có cái cách là chúng ta sẽ làm test oxy trong khoảng thời gian khoảng 10 phút. Thì chúng ta sẽ theo dõi SpO2 trước ống động mạch, nó bao gồm SpO2 ở bên tay phải. Cái khí máu chúng ta cũng phải thử trước ống, có nghĩa là khí máu ở bên động mạch quay bên tay phải. Nếu chỗ đó chúng ta đặt cái động mạch rốn để chúng ta thử khí máu thì chúng ta ngầm hiểu cái chỗ khí máu của động mạch rốn đó là khí máu sau ống. Khí máu sau ống thì mình sẽ đo cái sự đáp ứng của oxy. Nếu mà cái oxy chúng ta test oxy trong vòng 10 phút này nè, oxy đáp ứng tốt, SpO2 lên tốt thì nó là tổn thương của nhu mô. Cái điểm mà cắt của mình đó là từ 50 đến 150. Dưới 50 thì có thể là tim bẩm sinh tím, có thể là cáo phổi, nhưng mà trên 150 là thường do bệnh lý nhu mô phổi. Chúng ta sẽ loại được một phần. Test oxy dương tính thì đó là tổn thương phổi ha. Test oxy âm tính có nghĩa là bệnh nhân không hồng lên thì có thể tim bẩm sinh tím, có thể là cáo phổi. Thì cái cáo phổi tồn tại này là một cái cáo phổi mà đây là vòng tuần hoàn của phôi thai. Ở trong bụng mẹ, cái đứa trẻ nó không trao đổi khí tại phổi, cho nên là những cái dòng máu đi tắc từ qua cái động mạch, từ qua cái ống động mạch và từ qua cái lỗ mà gọi là lỗ bầu dục đi tắc, không có vào phổi. Thì khi ra đời á, cái áp lực phổi giảm xuống thì bệnh nhân máu phải lên phổi và trao đổi khí. Thì có những bệnh nhân nó không có tạo được cái cơ chế đó, cho nên cái áp phổi trên phổi vẫn còn cao và nó tạo ra là cao áp phổi tồn tại. Trong cái cao áp phổi mình có những cái nguyên nhân cao áp phổi. Thứ nhất là cao áp phổi tồn tại rất là thường gặp, thứ phát. Cái hai là cao áp phổi nguyên phát do bản chất bản thân của cái phổi của nó. Và cái thứ ba là thứ phát, cao áp phổi thứ phát do những cái hiệu sản phổi như miệng thoát vị quạch hay những cái vấn đề vân vân khác. Thì cao áp phổi tồn tại rất là thường gặp. Thì để chẩn đoán thì trên cái yếu tố nguy cơ và trên đứa trẻ nó có biểu hiện trên áp giữa tay trước ống và sau ống nó trên 10%, mình sẽ đo SpO2 trước cái tay phải và chi còn lại. Test oxy thì có thể dương, có thể âm. Và quan trọng nhất là siêu âm để loại trừ nó không bị tim bẩm sinh tím. Mình đánh giá được áp phổi. Cái chỗ này đánh giá áp phổi, nhiều khi mình siêu âm cái áp phổi á, áp lực của mạch máu phổi nó không cao. Vì sao? Vì cái áp lực hệ thống toàn thân của nó cũng đang giảm thì áp lực phổi cũng không cao. Cái đó không đồng nghĩa là bệnh nhân không có cao áp phổi. Cho nên các bạn lưu ý chỗ này. Thì cái tình huống khác là chúng ta có tim bẩm sinh tím. Tim bẩm sinh tím này thì đã lộn sân qua tim bẩm sinh chút xíu, tại vì nó cũng có biểu hiện bằng siêu hấp tím ở trong cái giai đoạn sơ sinh. Thì chúng ta phải nhận ra đây là tim bẩm sinh tím tắc nghẽn được phát viêm phải để phụ thuộc vô cái ống động mạch. Thì chúng ta phải truyền những cái thuốc để mà giữ ống động mạch cho mở. Hoặc là những cái tình trạng mà suy tuần hoàn cấp tắc nghẽn cái đường thoát của tim trái thì bệnh nhân vô cũng biểu hiện bằng suy hô hấp, suy tuần hoàn. Cái suy tuần hoàn chúng ta khó nhận ra, trẻ sơ sinh lắm vô sẽ là siêu hấp. Thì nhớ là nếu chúng ta phải nghĩ tới cái đứa trẻ nó có thể tắc nghẽn cái tim trái cấp, cái tuần hoàn hệ thống của nó đang phụ thuộc ống động mạch, thì cũng phải truyền cái thuốc để mở động mạch để duy trì, để bệnh nhân giảm cái suy tuần hoàn. Thì chúng ta đã góp phần điều trị cái siêu hấp và giảm bớt. Thì những cái cơ chế này nó liên quan tới phần sơ sinh, thì các bạn để ý. Trở lại về cái đứa trẻ sanh non thì chúng ta hỗ trợ CPAP hoài, nó cứ ngưng thở hoài. Thì nhớ là chúng ta có các cái nguyên nhân của siêu hấp mà cơn ngưng thở của trẻ non tháng. Do trung tu hô hấp trung trưởng thành là thường gặp nhất, nhưng mà chúng ta sẽ để nguyên nhân đó sau cùng, sau khi mình đã loại những nguyên nhân khác. Những nguyên nhân chúng ta cần loại thường nhất là do tắc nghẽn đường thở. Cái đứa trẻ nó bị tắc đàm, gặp ngửa do thiếu oxy, máu là gây ra cơn ngưng thở. Cái thứ hai là bệnh nhân có bị lạnh hay không, bị đói hay không, hạ đường huyết, hạ thân nhiệt hay không, đứa trẻ có thiếu máu hay không, bị nhiễm trùng hay không, trào ngược dạ dày thực quản hay không. Cuối cùng nó mới là do nguyên nhân của não thiếu trưởng thành. Thì cái hỗ trợ của trên ngưng thở trẻ sanh non này, chúng ta sẽ sử dụng cà phê yên. Có những đơn vị chúng ta không có cà phê thì chúng ta sẽ dùng theo quy liên và hỗ trợ CPAP với một cái áp lực khoảng 4 cm nước với cái FiO2 tùy thuộc vào nhu cầu oxy của bệnh nhân.
Và nhớ là nếu đây là một cái cơn ngưng thở trên trẻ đủ tháng, đó là do bệnh lý chứ không phải là do trung thu hô hấp trưởng thành. Thì các nguyên nhân gây cơn ngưng thở trẻ sơ sinh thì mình rất là nhiều nguyên nhân, thì mình phải đi tìm và loại từng nguyên nhân một ha. Thì chúng ta sẽ có tất cả nhiều nguyên nhân gây cơn ngưng thở của trẻ sơ sinh, trong đó là cái chúng ta đang tìm rất là nhanh, đó là bệnh nhân có bị đói không, có bị hạ đường huyết hay không, và bệnh nhân có dùng những cái thuốc gì, những cái thuốc gì để mà nó ức chế thở hay không. Hồi xưa đó, một cái giai đoạn rất là dài, người nhà ta quen dùng cái sáng hấp viện á, cho đứa trẻ sơ sinh thì nó sẽ gây ra đứa trẻ mà cơn vô cơn ngưng thở. Sau này thì chúng ta sẽ lưu ý là nếu đứa trẻ sinh ra bởi bà mẹ bị nghiện heroin thì nó cũng làm ức chế hô hấp của đứa trẻ ha, để ý cái đó ha. Cái nguyên nhân nguyên tắc điều trị siêu hấp tiếp theo là điều trị hỗ trợ. Cái chúng ta thành công hồi nãy dừng đi, đây là cái mấu chốt cuối cùng để biết chúng ta thành công trong cái bức tranh mình trọn vẹn, đó là điều trị hỗ trợ. Nếu cái điều trị hỗ trợ chúng ta không lưu tâm tới thì thường là mình không có thành công. Cũng là một cái máy đó, cũng là cái CPAP đó, cũng là bao nhiêu kháng sinh đó, thuốc đó, nhưng mà chúng ta thành công nhờ cái điều trị hỗ trợ. Thì những cái điều trị hỗ trợ bao gồm cái gì? Những cái cải thiện lưu lượng máu đến phổi, phải lưu ý, giống như là điều chỉnh sốc, thiếu máu, đa hồng cầu, điều chỉnh tăng chuyển hóa. Và nhớ là chỉ bù bị cạn khi thông khí, bị cẩu nát khi đã thông khí tốt. Cái thứ hai là những cái biện pháp giảm tiêu thụ oxy, như là đảm bảo cái môi trường, cái nhiệt độ thích hợp, cung cấp oxy ẩm ấm, cung cấp đủ năng lượng là cái quan trọng. Ha, thường là đứa trẻ nó siêu hấp hoài chúng ta giải quyết không được, là chúng ta cung cấp không có đủ năng lượng. Trong cái năng lượng này mình cũng lưu ý, có những đứa chúng ta cung cấp năng lượng nó đủ, nhưng mà năng lượng đó là năng lượng rỗng. Năng lượng rỗng có nghĩa là năng lượng đó thiếu những cái vi chất. Ví dụ như chúng ta truyền dịch tính là thấy có vẻ calo nó cũng được này nọ, nhưng thiếu những cái vi chất, những cái gọi là vitamin và khoáng chất. Nó làm cho đứa trẻ mình không có thể nào mình cai được, tại vì sinh thở nó không có, sức cơ bắp cơ tim nó không có, nhớ ha, cung cấp đủ năng lượng. Tránh nút đạm không cần thiết. Và trong cái tránh nút đạm không cần thiết này nè, chúng ta đừng có hút hết. Có nghĩa là trong cái lúc hút đạm chúng ta bị mất cái gì? Khi hút đạm hở, bị mất áp lực và bị mất FiO2 thì cố gắng hạn chế ha, thì chúng ta sẽ sử dụng hệ thống hút đạm kính cho những cái đứa trẻ mà đang siêu hấp rất là nhiều. Để nó không bị mất áp lực. Vật lý trị liệu hô hấp thì có chỉ định ha, bệnh nhân có xẹp phổi, có tắc đàm nhớ thì chúng ta sẽ có cái vật lý trị liệu hô hấp. Thì cái điều trị hỗ trợ để trong cái bức tranh của mình để mà chỉnh cái việc mà xử trí ban đầu siêu hấp sơ sinh, thì khi các bạn làm từ đầu cho đến cuối này thì cơ bản những cái đứa trẻ siêu hấp sơ sinh các bạn đã giải quyết được gần như là 2/3 trường hợp, không cần phải chuyển viện, không cần phải chuyển tiếp, không cần cái gì cao cấp hơn nữa nếu chúng ta đi theo từng bước như vậy. Thì cái phần trình bày của mình là tới đây là hết, cho nên là các bạn sẽ coi là cái phần các bạn có câu hỏi gì không thì chúng ta sẽ bắt đầu vô cái phần thảo luận ha. Thì các bạn sẽ coi là cái việc mà mình thực hành lâm sàng so với cái việc cái hướng dẫn này, cái hướng dẫn này cũng theo cái thực tế lâm sàng mà ra, có cái gì nó đang có khoảng cách hay không, và mình sẽ điều chỉnh cái khoảng cách nó như thế nào theo tình huống cụ thể của tại từng đơn vị của các bạn. Mình có một câu hỏi chị. Xin cảm ơn bác sĩ Tâm với phần chia sẻ rất gần gũi và thực tế trong những thực hành lâm sàng của mình. Trên tay các bạn, chúng tôi ban tổ chức đã gửi đến cho các bạn những cái tờ giấy để đặt câu hỏi. Các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại đây cũng giống như trên fanpage của bệnh viện. Hiện nay chúng tôi đã nhận khá nhiều các câu hỏi được gửi về inbox cũng giống như là comment trực tiếp trên fanpage và trực tiếp. Thì chúng tôi sẽ tổng hợp và sẽ trả lời trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay luôn. Thì ngày hôm nay bên cạnh bác Tâm thì chúng ta còn có bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, trưởng phòng thực hành tổng hợp và một chuyên gia về thở máy, thì chúng ta cũng sẽ hỗ trợ cho cái phần xử trí siêu hấp cấp này. Yeah. Các bạn cứ tự nhiên nha, cơ hội ngàn vàng có một, chỉ có hỏi mà không bị hỏi lại. Các bạn muốn hỏi trực tiếp bằng micro cũng được, ban tổ chức sẽ chuyển micro đến cho các bạn hoặc là tờ giấy ạ.
Và chúng ta trong thời gian chờ đợi tất cả các câu hỏi thì đã không mất thời gian của chương trình. Xin mời bác Tâm. Dạ, mời bác ở đây em đặt câu hỏi cho bác ạ. Dạ, mình live stream trực tiếp. Dạ, câu đầu tiên ạ. Đối với trẻ sơ sinh non tháng mà có siêu hô hấp thì mình cài đặt áp lực CPAP ban đầu là bao nhiêu ạ? Thì cái này là mình hay gặp ở tại đơn vị của mình, thì mình bắt đầu bằng bao nhiêu, giống như lại cái lưu đồ mà của siêu hấp trong cái lưu đồ thở CPAP á, thì cái CPAP áp dụng cho trẻ non tháng nó vô đúng cái cơ chế bệnh sinh là cái đứa trẻ nó cần cái gì. Thứ nhất là nó cần giữ cho cái năng căng phòng do nó thiếu sự phát tăng. Cái thứ hai nữa là cái đứa trẻ sơ sinh nó có nhiều nguyên nhân để gây cơn ngưng thở, thì cái CPAP có tác dụng là vừa điều trị vừa phòng ngừa. Thì các bạn sẽ hỏi cài đặt là bao nhiêu thì tùy cái nguyên nhân siêu hấp ở lúc đó các bạn, đứa trẻ đang bị cái gì là nguyên nhân siêu hấp chính. Ví dụ như đứa trẻ đang bị bệnh mạc trong là chính, trong lúc chúng ta đang đợi điều trị nguyên nhân đó là cho siêu hấp tăng, thì chúng ta sẽ điều trị hỗ trợ với áp lực siêu hấp có thể lên tới 6 cm nước, tùy theo cái đánh giá cái mức siêu hấp của đứa trẻ. Còn nếu đứa trẻ sanh non này chúng ta dùng CPAP với cái mục tiêu cái bệnh của cháu đó là chỉ là cái cơn ngưng thở mà thôi, thì áp lực CPAP chỉ cần 4 cm nước là được. Cái CPAP giúp cho giảm công thở, cho nên chúng ta đánh giá là bệnh nhân cái công thở nó đang mất sức như thế nào, thì cái hô hấp cái CPAP hỗ trợ cái công thở ở chỗ đó. Còn cái FiO2 thì tùy thuộc bệnh nhân thì chúng ta chỉnh FiO2, cho nên là về cái thực hành lâm sàng thì các bạn lưu ý như vậy. Dạ, câu hỏi tiếp theo liên quan đến caffeine ạ. Thưa bác Tâm, là chỉ định sử dụng caffeine là khi nào và duy trì đến lúc nào? Cơn ngưng thở ở trẻ sơ sinh sau bao nhiêu tuần thì có thể hết được? Xin mời bác. Cơn ngưng thở của trẻ non tháng thì giống như hồi nãy mình nói có gần như là 8 cái nguyên nhân cơn ngưng thở của trẻ non tháng. Thì mình có hai cái biện pháp điều trị, một cái là sử dụng caffeine hoặc là theophylline. Nếu ở những đơn vị mình không có caffeine, cái thứ hai là mình sẽ sử dụng CPAP. Thì các bạn sẽ hỏi là sử dụng caffeine cho đến bao giờ? Thì cho những cái đứa trẻ mà nó gọi là không non lắm, trên 28 tuần tuổi, thì cái caffeine tới khoảng sao? Tới khoảng chừng 34, 35 tuần tuổi sau tinh chó thì nó đã không còn nữa. Thì các bạn sử dụng khi nào chúng ta thấy rằng đứa nhỏ ngưng được chúng ta ngưng. À, chúng ta ngưng được ngưng. Thì cái khoảng mà chúng ta sử dụng tới điểm đó khoảng 34, 35 tuần. Thì nguyên tắc là nó sẽ thở được rồi đó, nó không phải do não non nữa. Cái thời điểm đó nếu mà đứa trẻ đó không sanh non lắm mà nó vẫn còn cơn ngưng thở thì các bạn phải tìm nguyên nhân khác gây cơn ngưng thở, không phải là do não non nữa. Nhớ cái điểm lưu ý đó ha. Còn nếu mình nuôi những đứa trẻ nhỏ hơn 28 tuần, ví dụ đứa nhỏ chỉ có 25, 26, 27 tuần thì cái caffeine này người ta cho phép sử dụng tới 40 tuần tuổi sau tinh chó. Có nghĩa là chúng ta không phải ngày nào cũng chép cho đến 40 tuần mà tới thời điểm nào chúng ta thấy ngưng được, chúng ta ngưng càng sớm càng tốt. Còn giả sử chúng ta không ngưng được caffeine thì những đứa trẻ cực non này nè, có tuổi thai cực thấp này nè, cho caffeine có thể tới 40 tuần tuổi sau tinh chó nha, chúng ta mới ngưng được, tại vì nó sẽ phụ thuộc nhiều hơn. Còn cái liều caffeine thì các bạn đọc thì cái đó là đã biết rồi. Cái CPAP lúc nào cũng hỗ trợ cho bệnh nhân, trừ khi nào bệnh nhân có phải chống chỉ định của CPAP. Thì chúng ta sẽ hỗ trợ hai cái để chúng ta cắt thuốc sớm. Thì caffeine lúc đầu có thể cho qua đường tĩnh mạch, khi đứa trẻ dung nạp và tiêu hóa được thì chúng ta cho uống cà phê, giống như buổi sáng chúng ta uống cà phê mình tỉnh táo hơn vậy đó. Và cái caffeine này nó không có tác dụng đối với đứa trẻ đủ tháng nha. Một đứa trẻ đủ tháng vô ngưng thở các bạn đừng cho caffeine, mình phải tìm nguyên nhân nó ngưng thở là gì. Dạ, cảm ơn bác Tâm ạ. Dạ, một câu hỏi tiếp theo trên fanpage của bệnh viện là cho em hỏi là trẻ sơ sinh siêu hấp thường nói là thở oxy liều cao có thể gây biến chứng, vậy có cách nào giảm thiểu những biến chứng này hay không ạ? Mình định nghĩa oxy liều cao gây biến chứng là biến chứng gì? Thì có hai cái biến chứng mà người ta sợ oxy liều cao sẽ gây ra cho đứa trẻ. Thứ nhất là bệnh lý võng mạc ở trẻ non tháng. Cái thứ hai là tiếp xúc oxy liều cao nó sẽ sản sinh những cái gốc là gốc những cái chất mà do oxy không thích hợp và sau đó làm sơ phổi. Thì như thế nào là oxy liều cao và như thế nào là nó sẽ gây ảnh hưởng, thì người ta nghiên cứu người ta thấy rằng nếu chúng ta sử dụng oxy với cái FiO2 trên 60% và kéo dài trên 24 tiếng đồng hồ, thì cái khả năng mà gọi là gây ra những cái tác dụng phụ cho oxy liều cao nó rất là nhiều. Trên tinh thần là chúng ta sẽ hạn chế không bao giờ cho đứa nhỏ thở oxy tới cái FiO2 trên 60, thì nãy trong cái bài hướng dẫn của mình á, mình sẽ có là các khoảng
mình sẽ điều chỉnh FiO2, cho nên các bạn cố gắng được thở nhiều lượng oxy liều cao. À, mình sẽ dò cái hình rất là kỹ nha. Hồi nãy trong cái bài trình bày là lưu lượng cao chứ không phải oxy liều cao nha. Thì để giảm cái biến chứng của oxy liều cao, chúng ta dò nhìn cái hình này. Bình thường thì chúng ta gắn oxy qua mũi, chúng ta được gắn trực tiếp vô cái lưu lượng oxy. Thì lúc đó là cái cột đó oxy từ nguồn nó là FiO2 100%. Cho dù chúng ta có dạng oxy lên là 1 lít hay lít 3 lít gì thì cái đầu ra của nó cũng là 100%. Sau khi nó cộng với cái khoảng mà gọi là bể chứa, chỗ là khoảng chết từ mũi họng hầu đó, thì FiO2 vô tới cái nang thì khoảng chừng 40-60. Đây là chúng ta đang gắn trực tiếp cái oxy đi vô trong cái cột và oxy. Thì để không phải tiếp xúc vô oxy lượng cao, chúng ta có biện pháp là chúng ta sẽ trộn khí trời vô trong đó. Đơn vị mình sẽ có cái bộ trộn. À, các bạn dòm đâu đó trong cái nhà mình nó sẽ có cái bộ trộn. Thì các bạn dòm rồi có bộ trộn là cái chỗ mà mình đang sử dụng CPAP đó, CPAP có bộ trộn đó, cái chỗ mà mình điều chỉnh được FiO2, điều chỉnh áp lực đó. Thì nếu mà chúng ta thở oxy mà qua bộ trộn này thì FiO2 chúng ta điều chỉnh được từng nguồn. Với FiO2 chúng ta mong muốn rồi qua cái bình làm ẩm thôi. À, oxy lúc này lưu lượng nó dẫn lên là có 1 lít thôi lưu lượng, và FiO2 chúng ta điều chỉnh được. Chỗ này là oxy chúng ta điều chỉnh được, lưu lượng là lưu lượng thấp. Trở lại cái phần mà hồi nãy có đề cập tới, nhiều khi mình nghe không kịp, đó là lưu lượng cao. Cái lưu lượng cao này là cái lưu lượng cao thôi, nhưng mà FiO2 chúng ta vẫn điều chỉnh qua cái bộ trộn. Qua cái bộ trộn mà cái nguồn cung cấp khí đó, chúng ta có bộ trộn. Thì nó vẫn là điều chỉnh FiO2. Và cái lưu lượng cao này ở đây thì người ta dặn là 8 lít một phút. Thì cái thiết bị này chỉ đề cập cho các bạn biết ha, nhiều khi mình đang tìm hiểu đâu đó, ở những nơi chúng ta không có cái nguồn CPAP hoặc là thở CPAP có những cái bất lợi, thì chúng ta sử dụng oxy lưu lượng cao thì nhớ phải lưu ý những cái đó. Dạ, cảm ơn bác Tâm ạ. À. Dạ, mời bác Tâm nghỉ ngơi trong vòng 1 phút tiếp theo, xin mời bác Tuấn trở lại với. Dạ, câu hỏi tiếp theo dành cho bác Tuấn là: thưa bác, là thở máy mốt CPAP có khác với thở CPAP bằng cây CPAP hay không ạ? À? Cái này chị chắc để một câu trả lời. Tại vì theo đúng ra đó thì chúng ta sẽ dạ. có... Dạ, thưa bác Tuấn, là mời bác Tuấn ở trên đây để cho các bạn trực tuyến có thể được nhìn thấy bác Tuấn. Dạ, hospital. Chào các bạn. Thì... thật ra thì CPAP, nếu mà chúng ta biết đó, thì nó sẽ có hai cái loại CPAP. Một là cái hệ thống CPAP giống như chúng ta nói là một cái CPAP rời đó, và thứ hai là cái mốt thở CPAP ở trong một cái máy thở. Thì theo tôi được biết thì có rất nhiều ban giám đốc bệnh viện, thì khi mà trưởng khoa nhi đưa cái tờ trình lên đi mua hệ thống CPAP đó, thì ông đó nói là không mua, lý do là cái máy thở đã có CPAP rồi thì mắc gì phải mua CPAP. Thật ra thì chắc là nó sẽ khác nhau cũng khá là lớn đó. Chắc là nhờ quý tâm. Dạ, bác cứ thở lại đi, không còn nữa. Mình sẽ không cho bệnh nhân thở, bệnh nhân sơ sinh đó, mình sẽ không cho bệnh nhân thở cái CPAP ở trong cái máy thở. Vì lý do sao? Khi mà cái CPAP đó là giống như mình nói là cái áp lực dương cuối thì thở ra giúp cái nang căng phồng, nhưng mà từ cái áp lực mà từ cái máy cung cấp một cái CPAP thì bệnh nhân bị cái sức, cái đường thở, cái gọi là sức cản của cái dây máy thở nó bị sức cản quá lớn, và thường cho đứa nhỏ bị mệt. Trong khi mình thấy cái hệ thống CPAP của mình đó là cái áp lực dưới là van Evenit đó, mình thấy cái áp lực nó đang trực tiếp nó gắn ở cái mũi của nó, thì trong khi cái CPAP máy này nè nó phải trở về máy xong muốn cung cấp áp lực ra, đó là sẽ bị cái sức thở bệnh nhân nó sẽ bị mệt. Mình thấy nha, cái áp lực CPAP ở đây mình thấy là nó tạo ra một cái áp lực ngay tại cái chỗ mà cái van Evenit này, cái chỗ vòng tròn đó là cái chỗ mà đối kháng cái áp lực từ cái đường thở ra của bệnh nhân vô cái đường khí mà cung cấp vô chỗ đó, nó đối kháng lại, nó mới giữ lại để chấm dứt cái thì thở ra, bắt đầu cái thì thở vô theo cái áp lực cài đặt của cái CPAP. Thì nếu mà mình thở bằng CPAP máy á, thì nó cái khoảng mà cài đặt lưu lượng giữa bệnh nhân thở ra cho đến máy nó ngược trở vô nó bị xa quá xa do cái dây máy thở, cho nên bệnh nhân sẽ quá mệt và mình thất bại. À, thì nếu mà giám đốc nói các bạn là tại sao các bạn không có sử dụng cái mốt mà CPAP trên cái máy
với lại cái này thì các bạn sẽ có cái giải trình như vậy. Chúng ta có thể modify bằng cách khác. Nếu mà muốn sử dụng cái mốt CPAP ở trên cái máy với lại bệnh nhân sơ sinh thì bệnh nhân đừng có đặt ống nội khí quản. Thở bằng mũi trực tiếp và phải dùng cái ram, cái nghĩa là cái canula. Cái canula là phải tập rất là lớn và phải vừa thích với mũi cho trẻ để mà cái áp lực mình giảm thiểu cái quản và cái quản sức cản của cái cọng dây đó nó làm cho đứa nhỏ mệt. Nhưng mà các bạn đừng xài kiểu đó. Tại sao cái hệ thống CPAP của mình á là có 10 mấy triệu thôi đúng không anh? Dạ. Có 10 mấy triệu thôi, trong khi cái máy thở là cả gần 1 tỷ. Mình đem 10 mấy triệu với 1 tỷ, cho nên là cái máy thở là cái mà khoa hồi sức sơ sinh lúc nào cũng bị thiếu. Cho nên là hệ bệnh nhân cai được máy thở ra CPAP là mình sử dụng CPAP này để tiết kiệm cái nguồn tiền nha. Chứ còn trong khi có máy thở mà bệnh nhân thở CPAP, thời gian thở CPAP trung bình á cho đứa trẻ ở khoa hồi sức sơ sinh là những đứa trẻ mà cực non có nhiều khi tới cả 2 tháng luôn. Mà cái máy thở mình 2 tháng thì mình tính coi là một ngày nó xài tiền bao nhiêu đó. Mình tính ra thứ nhất là bất lợi ở chỗ là sức thở nếu mà thở qua nội khí quản. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình thở qua mũi trực tiếp thì mình tốn tiền của cái máy không cần thiết, cho nên chúng ta sẽ chuyển qua bên cái này và nó đơn giản, nó rẻ tiền, hiệu quả hơn, nó đủ chức năng. Kinh nghiệm của mình đã bao nhiêu năm rồi, mình không bao giờ thất bại về cái này. Thất bại là do cái bệnh nền mình chưa có chữa được thôi, chứ không phải thất bại của cái sinh học. Thì cái này các bạn cũng lưu ý đừng có sử dụng nó nha. Nếu mà giám đốc sử dụng cái máy đó thì nó quá mất tiền, nó gấp tới bao nhiêu lần ha, 10 mấy 20 lần rồi nó mất tiền. Trong khi cái máy thở mình đi ra thì mình sẽ sử dụng được nhiều mục đích khác hơn. Cho dù các bạn cũng dư máy thở thì cũng đừng xài kiểu đó nha. Cho nên là nó tính về cái hiệu quả chi phí nó là như vậy. Dạ, mời bác Tuấn ạ. Tôi xin bổ sung một cái chuyện mà nó cũng khá là quan trọng. Nếu mà các bạn có học về máy thở thì mình sẽ thấy là đối với lại cái mốt thở CPAP ở trong máy thở đó thì như bác sĩ Tâm có nói là nó phải đòi hỏi một cái trigger của bệnh nhân thì nó mới mở cái van để mà nó tạo cái tiếng hít vào, và nó cần phải có một lưu lượng thở ra từ bệnh nhân đi ra thì nó mới cắt cái chu kỳ đó và chuyển thành thì nó ra. Nói chung là nó cần phải có trigger và nó cần phải có cycle, tức là nó kết thúc. Thì như vậy thì đối với một cái trẻ nhỏ đó thì nếu mà chúng ta sử dụng cái CPAP ở trên máy thở thì thứ nhất là phần lớn chúng ta phải đặt một chiếc quản. Còn nếu chúng ta sử dụng mà ram canula thì giống như bác Tâm mới vừa mô tả đó, chúng ta phải sử dụng cái ram canula thì cái size nó khá là lớn. Thì khi mà nó khít với mũi bệnh nhân thì đạt được hai chuyện. Một là nó sẽ giảm được cái resistance. Thứ hai đó là nó khít với mũi bệnh nhân cho nên là nó mới tạo được cái dòng trigger để mà máy nó chuyển chu kỳ. Như vậy thì đại khái là bệnh nhân sẽ tốn công thở, đúng không ạ? Còn đối với CPAP mà qua van bendenis, chúng ta biết là nó sẽ thổi một cái dòng liên tục và nó không có cần chú ý tới bệnh nhân có hít vào hay là thở ra, vì cái dòng nó sẽ được thổi liên tục. Với cái dòng mà khoảng chừng 10-12 lít phút đối trẻ sơ sinh, các bạn biết là cái hệ thống bendenis thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Với cái lưu lượng tổng là 12 lít phút thì nó sẽ tạo ra được một cái áp lực là 4 cm nước, các bạn biết cái đó rồi. Thì với cái lưu lượng tổng là 12 lít phút á thì nó rất là cao hơn so với lại cái nhu cầu hít vào của bệnh nhân. Thành thử ra nó ngoài cái tác dụng là nó áp lực dương này ha, để giữ cho cái khí thở ra bệnh nhân không có bị xẹp phổi, nó giữ được một cái FiO2 cố định. Thì ngoài ra thì nó còn thêm một chuyện nữa là tác dụng nó giống như là tác dụng của HFMC, tức là nó sẽ rửa khoảng chết, tức là ví dụ hầu họng bệnh nhân mà nó có khí thở ra nó thì nó cũng rửa trôi cái đó, thì nó giảm được cái ứ CO2 và nó sẽ tăng cái CO2 của thì hít vào kế tiếp mà những cái phương pháp khác nó không có được. Nếu mà các bạn dùng CPAP mà máy thở thì nó không có được. Dạ, một câu hỏi tiếp theo nữa là dành bác Tuấn thôi, dạ nát lại dạ. Và một câu nữa ạ, cho em hỏi là cách hạ áp lực của CPAP với FiO2 sau khi đặt mục tiêu thì khác biệt ở trẻ lớn và trẻ sơ sinh như thế nào? Dạ, xin mời bác. Thì hồi nãy như bác Tâm cũng mới nói cho các bạn thì chúng ta sẽ nâng dần cái áp lực lên và FiO2 lên tới một cái mức độ nào đó mà bệnh nhân dung nạp được. Thì về cái chỉ số của trẻ sơ sinh thì xin ý kiến bác Tâm này. Còn ở trẻ lớn thì theo thầy Bạch Nhân Cam đó thì áp lực
suy bát của trẻ lớn thì nó tầm tầm ở khoảng tối đa đó, cái số tối đa là tầm tầm ở khoảng 10 cm nước, chứ các bạn đừng có dùng áp lực cao hơn 10 cm nước. Còn sơ sinh thì chắc là cái số sẽ khác. Còn FIV2 này đương nhiên là chúng ta có thể tăng đến 100% nếu mà bệnh nhân không đáp ứng. Tuy nhiên cái việc mà giảm trở xuống đó, giảm trở xuống sau khi bệnh nhân cải thiện mà giảm trở xuống đó, thì nên giảm FIV2 là nên giảm áp lực hay là nên giảm xen kẽ đó, thì các bạn chú ý giúp tôi một chuyện là cũng rất là quan trọng cái nguyên nhân mà gây ra bệnh. Ví dụ giả sử bệnh nhân là một cái trường hợp mà bị viêm phổi mà cái nhu mô phổi rất là đông đặc, mà nếu mình giảm áp lực nhanh, giảm áp lực sớm thì có khả năng là bệnh nhân bị xẹp phổi trở lại, nó gọi là decreasement, nó tức là bị bệnh nhân bị mất quy đồng phổi đó. Cho nên là thành thử ra các bạn quan sát trên lâm sàng, xem X-quang bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân cải thiện oxy hóa máu nhưng mà X-quang phổi nhưng chưa cải thiện, tình trạng đông đặc vẫn còn kéo dài đó, thì chúng ta chủ yếu là ta giảm SpO2 để đạt được cái SpO2 mong muốn về lâm sàng. Còn áp lực chúng ta không nên giảm nhiều quá. Ví dụ giả sử chúng ta có thể giảm một cái đứa viêm phổi thì chúng ta có thể giảm được SpO2 xuống dưới còn 30% thôi, mà áp lực chúng ta phải giữ 6-8 cm nước, tại vì cái nhu mô phổi nó còn đông đặc, nó còn xẹp nhiều. Các bạn có hiểu ý không ạ? Chúng ta không có chủ trương là giảm xen kẽ, ví dụ như ta nói là giảm cái VO2 20% đi, xong giảm áp lực đó là 1 cm nước, rồi giảm VO2 20% áp lực, không phải vậy ha. Chúng ta tùy thuộc vào cái bệnh lý của bệnh nhân. Còn ở bên sơ sinh thì chắc có lẽ là bác sĩ Tâm rất nhiều tâm tư chuyện đó, mời chị Tâm. Dạ, mình bây giờ mình càng đặt áp lực bao nhiêu thì nó vậy. Bệnh nhân đang nặng hay mình đang cần áp lực, nhớ khi mà mình đặt vô si bát, cái áp lực mình đang muốn để cho bệnh nhân đỡ có phải đặt nội khí quản, thì cái việc cài đặt áp lực của mình đó có làm cái tác dụng phụ cho bệnh nhân hay không. Cái tác dụng phụ là hồi nãy mình nói những cái điểm bất lợi đó, nếu chúng ta sợ đặt nội khí quản vì bệnh nhân siêu hấp quá, chúng ta đặt một áp lực cao thì nó có hai vấn đề xảy ra trên đứa trẻ sơ sinh. Cao là bao nhiêu? Cao là bắt đầu là trên 6 cm nước rồi đó, thì nó sẽ bị gì? 7 khí. Cái khí nó bảy lại, nó bảy khí lại thì chúng ta sẽ đối mặt với trạc khí, chúng ta sẽ đối mặt với lại máu trở về tim không được, làm giảm cung lượng tim, là nãy giờ đang siêu hấp thôi, giờ tới suy tim nữa nha. Thì bây giờ với lại cái nữa thì khi dùng áp lực cao như nè, cái chướng hơi của cái phần ruột bao tử nó nâng cái cơ hoành lên làm siêu hấp hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái 7 khí đó, thì ở sơ sinh cao là như thế nào? Cao là các bạn dừng lại ở mức 6 thôi, nếu chỗ đó chúng ta không thành công thì chúng ta chấp nhận là đặt nội khí quản. Còn thấp tại mức nào? Thấp giống như bác Tuấn nói, mình coi là cái bệnh lý đứa trẻ nó đang diễn biến tốt và đứa trẻ nó không cần hỗ trợ áp lực nữa, cái công thở nó không cần nữa, nó chỉ cần oxy thôi, thì mình cho nó oxy thôi, áp lực bắt đầu giảm. Nhưng mà đứa trẻ này oxy không cần, nó cần áp lực, thì cái áp lực của CPAP chúng ta phải duy trì, có thể lâu lâu xíu. Chúng ta sẽ giữ áp lực cao, 6 là cao, có thể giữ áp lực 5, những cân thở giữ áp lực 4. Chỗ này đánh giá bệnh nhân đang cần oxy hay bệnh nhân đang cần áp lực hay cần cả hai. Nếu cần oxy chỉ cung cấp oxy tự do, nếu cần áp lực cung cấp áp lực CPAP, sao cho các lực CPAP đó không gây ra điểm bất lợi cho bệnh nhân. Và chúng ta xem xu hướng là chúng ta phải giảm dần để ngưng. Thì chúng ta giảm sao mà CPAP của mình nó vừa của bệnh nhân, nó không làm mất công bệnh nhân thở, hay là giảm được cái công thở bệnh nhân, và nó cũng không gây ra bệnh nhân bị cái bất lợi của CPAP nha. Các bạn thường là tới cái áp lực 4-5 cm nước á, có thể duy trì dài hơn, thì chỗ đó đừng đi giảm, giảm rồi tăng rồi giảm. Giống như bác Tuấn nói hôm nay cái phế nang đang giữ khoảng áp lực đó là vừa, cái ngày mai mình giảm rồi cái cơn ngưng thở hay là nó bị xẹp phế nang, cái phổi mình tăng lên lại. Đó là nói về cái áp lực. Thứ hai là nói về bệnh lý. Với cái áp lực thì các bạn lưu ý những cái tổn thương phổi mà không đồng đều thì cái áp lực cao phải lưu ý, áp lực CPAP cao á phải lưu ý. Ví dụ như cái áp lực phổi, áp lực tổn thương phế nang không đồng đều, ví dụ như viêm phổi hay phong xô, ví dụ như loại sản phế quản phổi, ví dụ như khí khuẩn hô kẽ phổi, là áp lực của, có nghĩa là tổn thương phổi nó không đồng đều, thì những cái chỗ nó sẽ xẹp phế nang, có những chỗ nó là đang là ứ khí, thì khi mà nó đi vô nó giống như là cái bẫy, thì mình vô rồi khí ra không được, thì nó sẽ làm cho đứa nhỏ nặng nề hơn cái mà đang muốn là giảm cái công thở của nó. Thì các bạn lưu ý cái cài đặt theo cái đu đồ của mình, thì trên tinh thần mình phân tích như vậy, mình phân tích như vậy cho từng ca mình sẽ áp dụng được tốt. Dạ, cảm ơn bác Tâm. Cũng liên quan đến một câu hỏi này thì là em bé ở khoa em thì đang thở CPAP là 6 cm nước nhưng mà vẫn siêu hấp tăng thêm, thì việc
cân nhắc giữa tăng áp lực lên 7 cm nước để tránh đặt nội khí quản với việc đặt nội khí quản thì như thế nào, dựa vào đâu để quyết định ạ? Xin mời bác. Thứ nhất là cái việc mà hỗ trợ hô hấp là trong một trong bốn cái mục tiêu điều trị siêu hấp của mình. Mình có bốn cái mục tiêu điều trị siêu hấp. Nếu các bạn chỉ có hỗ trợ hô hấp thôi thì cơ bản là mình chưa có xong, chưa giải quyết xong vấn đề siêu hấp của bệnh nhân. Mình phải điều trị nguyên nhân. À, thì trong cái lúc điều trị nguyên nhân đó, cái hỗ trợ hô hấp là hỗ trợ hô hấp chứ không phải là để trị siêu hấp. Thì hỗ trợ các bạn sẽ thấy là tới thời điểm nào đó cái hỗ trợ hô hấp của mình phải cần chuyển qua một cái chỉ định khác. Ví dụ như bạn nói đứa nhỏ đang thở áp lực là 6 cm nước rồi, mình tăng lên 7 thì nó sẽ đối mặt với cái gì? Nguy cơ là tràn khí. Mà nó có được hay không, nó có đợi mình hay không? Nó không đợi được. À, cho nên là các bạn sẽ cân nhắc cái việc mà đặt một cái quản thở máy chứ đợi từng tăng lên áp lực cao như vậy. À, mà nếu mà muốn tăng áp lực cao vậy nó tăng trong bao lâu và nó có nguy cơ tràn khí hay không thì mình phải cân nhắc. Ví dụ như tăng xíu thôi chút tôi giảm liền, mà thường là không được như vậy. Tại mình phải điều trị xong nguyên nhân. Cho nên là cái thời gian điều trị nguyên nhân nó mất thời gian bao nhiêu để mà các bạn đánh đổi là mình phải dùng áp lực cao tới bao nhiêu thời gian. À, thì thường trong thực tế lâm sàng thì trên khoa hồi sức sơ sinh thì không có tăng cái áp lực lên tới 7 cm nước. Tới cái khoảng mà áp lực 6 cm nước mà bệnh nhân vẫn cái công thở, cái sức thở bệnh nhân vẫn khó thì là đặt nội khí quản. Chứ không cần tới FiO2 là 60. Có những cái đứa là nó không có cần cao, nó chỉ cần là FiO2 đang 40, 50 thôi. Nhưng mà ở trên lâm sàng cái sức thở bệnh nhân không còn sức nữa, với cái áp lực là 6 cm nước thì phải đặt nội khí quản. Để sao? Để bảo vệ não bệnh nhân, não trẻ sơ sinh nó mỏng manh lắm. Nếu mình cố gắng vậy mà nó bị xuống huyết não thì cái trường hợp sau đó nó xấu hơn rất là nhiều. Trong khi mình đặt nội khí quản mình hỗ trợ cho đứa trẻ ổn định rồi mình đi ra này cũng đơn giản hơn. Dạ, một câu hỏi tiếp theo thưa bác Tâm là cho em hỏi là trẻ sau sinh bị tràn khí màng phổi, đã chập hút khí mà đang thở máy, tuy nhiên máy thở cứ báo suốt liên tục là máy bị leak và SpO2 thì 100%, nhịp tim thì chỉ có 88 lần một phút, vậy lúc đó mình nên xử trí như thế nào ạ? Thưa bác Tâm, cái này nó bạn đang hỏi thi cho nên là cái đề bài không đủ, mình phải bắt đầu từ cái gì, hai cái bệnh nền của nó là cái gì, tràn khí rồi dẫn lưu rồi, cái dẫn lưu của mình hiệu quả hay chưa. Quan trọng cái bệnh nền có tại sao nó bị tràn khí là do áp lực của cái máy thở bạn đặt hay là tràn khí do cái bệnh nền của nó, ví dụ hít không xuông cái gì đó ha. Thì cái phần này các bạn sẽ hỏi riêng và mình sẽ trình ca thảo luận riêng, chứ mình thảo luận trong đây thì nó khó quá là tại vì tôi cần phải thêm nhiều cái thông tin. Thì trước mắt mình sẽ kiểm tra như vậy. Trước mắt là mình coi là cái trạng khí của bệnh nhân đã ổn định chưa nha. Cái việc mà mình đang đặt cái máy thở này nó có làm cho bệnh nhân đang bị bẫy khí hay không, để cản trở máu trở nhịp tim, ức chế nhịp tim, hay là bệnh nhân đang bị, hồi nãy nó đang bị xăng nhạt đó, bây giờ cái nhịp tim của nó chậm là do cái biến chứng của não của nó xăng nhạt chứ không phải là do cái tim của mình đang trạng khí hay đang mình đặt máy thở nó ngược lại. Còn cái vấn đề lít hay không lít á, mình phải coi là cái ống nội khí quản, cái cỡ nội khí quản với lại cái máy thở mình đặt là vô cái bài rất là sâu của bác sĩ Tuấn, mình sẽ coi lại. Và trước mắt là mình từng ca mình sẽ hỏi riêng, và cái lít thì mình sẽ vô cái bài bác Tuấn. Ở đây mình chỉ hỗ trợ ban đầu thôi ha, cái bài là cút sao rồi. Dạ, một câu hỏi tiếp theo thưa bác. Trẻ sinh non cần bơm surfactant thì hiện tại đang có phương pháp bơm Lisa, sau bơm thì sẽ hỗ trợ CPAP. Cho em hỏi là việc hỗ trợ CPAP lúc này áp lực và theo dõi bệnh nhân có sự khác biệt so với các phương pháp bơm thông thường khác hay không? Em cảm ơn cô. À, khi mà mình bơm không xâm lấn á, thì cơ bản á, cái hỗ trợ hô hấp là đang hỗ trợ giúp cho bệnh nhân siêu hấp. Cái thứ hai là bơm siêu hấp tăng mình đang điều trị vô nguyên nhân, mục tiêu nguyên nhân. Thì khi sau khi các bạn bơm siêu hấp tăng, các bạn sẽ đánh giá lại cái tình trạng siêu hấp của bệnh nhân. Và chúng ta sẽ theo cái bước mà hỗ trợ hấp như là nãy giờ mình học. Bệnh nhân cần cái gì cho đó, cần áp lực cho áp lực, cần tần số cho tần số, cần FiO2 cho FiO2. Đánh giá lại có cái việc bơm xuống tăng này nó có hiệu quả hay chưa, có cần bơm lại hay không. À, thì hai cái đó là nó cũng không có gì khác so với cách bơm truyền thống. Cái bơm truyền thống là các bạn đã bơm qua ống nội khí quản, bệnh nhân thở máy, hoặc là thở máy thời gian ngắn rồi rút ống, thì cái này cũng giống y chang vậy thôi. Chỉ có lưu ý là khi mà mình cho bệnh nhân thở mà để mình bơm không xâm lấn á, có hai cái lưu ý rất là lớn. Thứ nhất, khi mình bơm thuốc á, là mình phải bơm rất là chậm để cái thuốc nó vô, nó không có cản trở cái đường thở của bệnh nhân. Tại thuốc mình vô thẳng trong cái đường thở,
thì có thể là cái thuốc của bạn á, một á, là các bạn dùng đang dùng cái thuốc mà thể tích lớn quá, nó vô là nó tràn ngập cái phổi hết trơn rồi, không có chỗ để mà trao đổi khí nữa, thì lúc đó bệnh nhân sẽ siêu hấp tăng lên do cái phổi nó chứa đầy dịch thuốc. Cái thứ hai nữa là các bạn bơm nhanh quá thuốc nó vô trong phổi mà chưa kịp lan cái phế nang, nó lót từng cái phế nang thì nó ào vào trong phổi, nó ngập những cái phế nang, ngập những phế nang thì không có, cho nên là nó tăng siêu hấp hơn. Cho nên là có những nơi mình bơm không xâm lấn xong cái mình thấy bệnh nhân siêu hấp hơn, cái mình nói chết mồ, mình đang làm tốt hơn hay xấu hơn, mình đã uổng thuốc quá, lọ thuốc mất tiền mà. Thì nhớ hai cái điều cốt lõi trong đây, đó là cái kỹ thuật làm mình có đảm bảo từng bước kỹ thuật hay chưa, cái thể tích thuốc chúng ta đi vô nó có hơi bị quá nhiều so với đứa trẻ hay chưa. Nếu chúng ta thứ nhất là thể tích thuốc phải nhỏ, cái thứ hai là bơm từ từ, thì ở khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã từng bơm cho những đứa trẻ chỉ có 400g thôi, thuốc không hề bị nghẽn đường thở, không bị trào ra. Chúng ta sử dụng một catheter rất là nhỏ và bơm đặt vô, bơm thuốc rồi từ từ và chúng ta thành công. Đúng sao thất bại là do đứa nhỏ ngưng thở thôi, ngưng thở trẻ năm tháng. Thì cái ca 400g 23 tuần đó thở bơm không xâm lấn, bơm sự phát tăng không xâm lấn tới 17 tiếng đồng hồ sau bệnh nhân mới phải đặt nội khí quản. Chứ không phải thất bại là chúng ta bơm xong cái chúng ta phải đặt nội khí quản luôn. Do muốn nghẽn đường thở ha, thì các bạn cũng lưu ý về cái từ cái kỹ thuật ha, kỹ thuật với cái loại thuốc cách làm. Dạ, một câu hỏi nữa liên quan đến phần chuyển viện ạ. Nếu như một em bé sanh non mà có suy hô hấp mà bệnh viện ở tuyến huyện của em không có CPAP mà em cần chuyển lên Nhi Đồng 1 thì em làm cách nào? Câu hỏi này là thực trạng chung của nguyên cái đất nước mình. Thì nó khó là vì cái đứa trẻ sanh non đúng cái cơ chế của nó, đó là do nó suy hấp do hai nguyên nhân giống đang mình nói ha, do thiếu sự phát tăng xẹp phổi, do ngưng thở. Nếu mình không có CPAP thì mình phải đối mặt với đứa trẻ là phải đặt nội khí quản. Mà bây giờ đặt nội khí quản chuyển với bóp bóng thì mình cũng khó khăn. Nhưng mà nếu các bạn đã đặt nội khí quản thì những cái dịp bóp của cái nội khí quản ban đầu đó mình đã làm cho đứa phổi mà non nớt của đứa trẻ sanh non này bị chấn thương. Cái phổi nó đang thiếu sự phát tăng, nó đang tổn thương, mình sẽ làm áp lực để cho cố gắng nó phòng cái phế nang là nó bị chấn thương thêm nữa. Thì để hạn chế cái này thì các bạn thường là hạn chế đặt nội khí quản tới chuyển oxy đi hoặc là đặt nội khí quản bóp bóng, thì hai cái phương pháp đó đều là hai cái phương pháp mà giải pháp thực thế nhưng mà nó bất lợi cho bệnh nhân. Để an toàn thì phải đặt ống đi thì chấn thương nổi. Còn nếu để mà ráng đừng đặt ống thì thở oxy đi. Oxy đi thì nó bị xẹp phổi do nó không có áp lực, và thứ hai là nó bị cơ ngưng thở. Thì trong cái hoàn cảnh của mình thì mình phải làm sao, làm như thế nào? Cái van bivalent này nó không có mắc. Cái vấn đề là chúng ta xây dựng nó như thế nào thôi. Cái bình oxy thì nơi nào cũng có. Các bạn sẽ tính làm sao là lưu lượng chung khi mình chuyển bệnh nhân đi, thì thật ra mình chỉ cần lưu lượng chung mới là khoảng 10 lít, làm sao cho áp lực là 4cm nước là được rồi, không có tới sao. Chuyển bệnh nhân đi trên đường á, cái van bivalent chỉ gắn vô lỗ mũi bệnh nhân mà đi. Và nếu thời gian đi của các bạn không có dài thì mình cũng không có sợ việc tiếp xúc với oxy liều cao. Để cho đứa trẻ đó được tới Nhi Đồng 1 hoặc là tới cái tuyến của các bạn định chuyển á, còn thở với CPAP thì bác sĩ sẽ bơm sự tăng không xâm lấn, nó không cần cái máy thở sao đâu. Còn nếu mà mình thấy là cái chuyện đường đi dài quá, đứa nhỏ ngừng thở quá, đặt nội quản đi, thì mình phải chấp nhận là mình thất bại với phương pháp đó. Cái hậu quả sau đó, cho dù chúng ta có bơm sự tăng thở máy thì sau đó cái tỷ lệ bệnh phổi mãn cũng khá là cao. Cho nên là cái này là các bạn có đang ở tuyến thì cố gắng bằng cách nào đó trình lên những cái đơn vị mà có chức năng quyết định á. Thì nếu các bạn là đơn vị chuyển thường xuyên, quá thường xuyên thì nên có đâu. Thì cái này cũng nhắn gửi với bác Tuấn là đi làm sao tất cả tuyến, ngoài cái việc mà máy thở thì cái việc CPAP này làm sao các tuyến có thể chuyển đi trên bệnh nhân bằng CPAP, bằng mọi cách có thể CPAP bằng cái cột nước là tốt nhất, là tại vì nó điều chỉnh được FiO2. Còn giả sử CPAP cột nước mình không trang bị được cũng khá mắc, thì mình sẽ cung cấp cái van bivalent cho cái bình oxy. Hình như van bivalent chỉ có mấy trăm ngàn, triệu, 2 triệu gì đó hả, thì mình đã gắn được rồi. Quan trọng nhất là các bạn làm như thế nào đó là mình không biết, chứ đặt ra đồ thì nó không phải mắc, không phải nó to. Thì này cũng nhắn gửi với bác Tuấn cái phần của sơ sinh nha. Cái này thì tôi xin bác Tâm chia sẻ thêm cái có một cái hai cái rất là lý thú mà tôi mong là các bạn trẻ như này hỏi, nhất là các bạn các tỉnh không thấy ai hỏi cho nên tôi hỏi hỏi để cho giúp cho các bạn khác ở các cho bạn khác ở các tỉnh đó thì nó dày. Tức là cái chuyện thứ nhất
một cái động tác rất nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng, đó là cái động tác mà các bạn cho bệnh nhân mở phổi ở ngay tại phòng sinh. Đó là delivery room, tức là mình chỉ gắn cái bóp vô, xong mình chặn một cái view 2 nào đó mà thích hợp bệnh nhân, chứ không cần phải 100% đâu, chỉ cần nhân nhiệt 3-40%. Nhưng quan trọng nhất là cái áp lực, lúc đó các bạn có thể giữ một áp lực CPAP tầm tầm khoảng chừng 4-5 cm trước thì đó, tới một đứa bé mới sinh thì các bạn chỉ cần làm một khoảng thời gian nhất định, chừng vài phút thôi, thì các bạn đã cứu được rất nhiều bệnh nhân mà phút sau này nó sẽ đập mạch. Các bạn hiểu không? Thì lúc đó nó mới sinh ra thì cái phổi nó sinh đẹp, và các bạn mở phổi bằng một cái áp lực CPAP nào đó để phòng bất tận sẽ nó, thì khúc sau này là nó sẽ giảm rất là nhiều cái tỷ lệ mà phải đặt nội quản. Còn khi các bạn thấy mẹ bé sinh một đứa bé ra xong rồi nó tiếp nó mệt đó, nó còn thở thôi thớt tăng không thở đó, các bạn nói chuyển chuyển rồi các bạn gọi điện thoại, các bạn hú hé thì tùm lum mà ra hết, rồi các bạn cho nó thở oxy mũi thôi, thì khi các bạn chuyển đến khoa sinh là coi như là thành một cái quản, tại lúc đó là cái xe phổi càng ngày càng nhiều càng nhiều, các bạn chỉ thở oxy thôi thì nó không hiệu quả. Mà trong lúc đó các bạn chỉ cần có một cái CPAP tụt cái mát vô, các bạn cho bệnh nhân một áp lực nào đó là đủ để làm được cái chuyện rất là hay để ngồi có thể tâm sẽ nói nha. Đó là cái CPAP là phòng sinh, mình phải nói cái đó tại vì nó là một cái thủ tục mở phổi. Cái thứ hai nữa là cũng không thấy ai hỏi, nhưng mà các bạn theo tôi nghĩ các bạn nên hỏi kỹ chút, đó là cái chuyện thở oxy trộn. Các bạn hiện tại vẫn đang còn thở oxy, cung cấp oxy qua mũi cho một em bé, mà các bạn sử dụng cái flow meter là nó của người lớn, tức là 0 tới 15 lít phút, và các bạn chỉnh 1 lít rất khó. Các bạn chỉnh 1 lít các bạn ráng dữ lắm thì nó là 2 lít, mà các bạn dặn chút xíu cho nó giảm xuống 1 lít là rớt xuống số cầu. Cho nên là cái chuyện mà thở oxy mà không có 0.5 là 0.5 gì đó, các bạn đọc sách thì có nhưng mà ở ngoài thực tế không bao giờ mình làm được. Thì nếu giả sử mình có tình huống đó thì mình nên lấy cái flow meter của CPAP đó đó, mình giả sử mình đang không có thở CPAP, dù giả sử lúc đó mình dặn oxy 1 lít, nghe 3 lít thành 4 lít, đúng không, là chúng ta đã trộn, hiểu không, đã trộn thì tỷ lệ đó sẽ ra bao nhiêu, hay bao nhiêu đó, chúng ta cho mình thở cái kiểu vậy thì chúng ta sẽ giảm được rất nhiều cái gì, đúng không ạ, ROV giảm được cái biến chứng rớt của trẻ sơ sinh giảm được rất nhiều. Mong bác sĩ Tâm sẽ hướng dẫn cho nó sát sát. Mình trở lại cái đề nghị bác Tuấn là rất là hay, từ trong phòng xanh chúng ta là học cái phần sơ sinh thì không phải nó chỉ ở bệnh viện riêng, mà từ cái phòng xanh chúng ta sẽ cố gắng hỗ trợ đứa trẻ để cái khúc sau chúng ta đỡ có nặng nề. Thì một trong những cái là cái thủ thuật giữ phòng phổi, ví dụ thuật giữ phòng phổi cho tại phòng xanh của đứa trẻ để mở phổi từ cái lúc mà đứa trẻ đẻ ra. Mình biết ở trong cái bụng mẹ phổi đứa trẻ đầy nước, đi ra những nhịp thở đầu tiên sẽ là lấy dịch đi, và nếu mà chúng ta chỗ đó chúng ta mở phòng phổi không tốt, dịch nó không lấy đi, nó cứ ẩm ạch, hoặc là có những đứa nó không khởi phát được cái nhịp thở, nó luôn các phổi rất là cao, một cái rất nhiều hệ quả sau này. Thì những cái bệnh nhân sanh ra nó có cái chỉ định để mà làm phòng phổi ngay tại phòng sanh, thì làm phòng phổi bằng cách nào? Thì hồi nãy các bạn đã nghe bác Tuấn ha, thì cái chỗ đó chúng ta sẽ có hai cách. Một là phòng phổi nó sẽ có hai cái áp lực, một cái áp lực CPAP là áp lực dưới, một cái là gì, áp lực trên, áp lực để phòng cái nang là áp lực trên, có hai cái áp lực, cái áp lực CPAP là áp lực để cho giữ cái nang không xẹp, thì áp lực phòng phổi là giữ cho cái phế nang ở cái một cái áp lực trên phòng phổi. Thì các bạn hồi nãy trong cái slide mình có chiếu qua cái biện pháp đó, nếu mà nơi đơn vị mình nào có thì mình nên áp dụng, nó rất là hay. Các bạn thấy cái hình ở bên tay, cái hình này nè, các bạn sẽ thấy ở trong cái phòng xanh của mình đó, thường là cái bóng của mình là cái bóng phòng, bóng mà tự phòng, có nghĩa là mình vớt xuống cái mình buông ra nó tự phòng. Nhưng mà ở đây á, là người ta sử dụng cái bóng gây mê. Cái bóng gây mê là cái bóng phòng cái lưu lượng, cái lưu lượng đó là cái flow mình LC mình trộn với nhau vô cái bóng. Thì cái bóng này phòng theo lưu lượng, thì khi cái lưu lượng này mình sẽ cài đặt một cái áp lực ha, mình áp hẳn trên mặt bệnh nhân. Đây là chúng ta đang cung cấp một áp lực dưới, có nghĩa là bíp BEB, áp lực dương cuối thì nó ra BEB CPAP tại phòng xanh. Nếu chúng ta muốn giữ phòng phổi thì nó là cái hình bên đây, cái hình mà chúng ta trên cái bộ mà bán cái giường sưởi ấm á, thì nó có cái bộ hồi sức tại phòng xanh, nó người ta gọi là nó có một cái cột E, nó có cột oxy, và cái cột chúng ta điều chỉnh được áp lực dưới, áp lực trên.
thì nó qua cái hệ thống ở bên tay phải mình thấy. Thì ở hệ thống bên tay phải nếu chúng ta chỉ giữ như vậy không, ở trên cái màn hình chúng ta lại đặt beep BEEP là 6 thì nó là thở CPAP áp lực 6. Nếu chúng ta sử dụng cái như là một cái giữ phòng phổi thì ở trên cái màn hình trong cái monitor đó chúng ta đặt áp lực trên ví dụ như 25cm nước. Thì ở cái đầu trên này nó có cái nấm trắng trắng ở trên cái đầu trên như nè, chúng ta sẽ bóp giữ. Bóp giữ. Khi chúng ta bóp giữ thì áp lực trên của nó đó, giống như chúng ta bóp bóng vậy đó. Thì áp lực trên của nó sẽ đạt được 25cm nước qua cái mức đó nó xả ra. Và chúng ta giữ trong bao lâu? Thì cái đó người ta giữ thủ thuật, giữ phòng phổi mà, trong 15 giây. Trong 15 giây giữ phòng phổi cho những đứa trẻ, nhưng mà nó có những cái chất chỉ định. Thì cái thủ thuật này có một dịp mình trở lại cái bài hồi sức phòng xanh thì mình sẽ đề cập sâu hơn. Nhưng ở trên các bạn có biết là một cái khái niệm về nó, để nếu mà tình huống nào mình đứng ở trong cái phòng xanh hoặc là mình là cái người tổ chức sắp xếp gì đó thì các bạn lưu ý cái vấn đề này. À, cái CPAP mình đang thấy trên hình đó là đang giữ cái CPAP áp lực dương PEEP. Còn nếu mà mình giữ cái đầu trên 15 giây đó là áp lực giữ phòng phổi, áp lực trên theo cài đặt ở trên cái máy. Cái đó là cái mà các bạn đang thấy về cái từ phòng xanh. Rồi còn cái về mà bác Tuấn nói là chuyển đi thở oxy á thì các bạn lưu ý cái hình vậy. À, cái hình này đó là mình lấy ra cái bộ trộn, à, mình qua cái bình oxy, cái mình điều chỉnh được cái cột cột chính giữa đó cao cao đó là cột lưu lượng chung, cái cột cái đồng hồ tròn tròn chặn được núm ở bên đây đó là FiO2, còn cái đồng hồ đo đó là áp lực thì chừng nào CPAP thì mình mới dùng. Thì giả sử mình có cái bộ trộn này để thở CPAP, nhưng mà nếu bệnh nhân không cần CPAP nữa mà mình dư á thì mình gắn cái bình oxy vô để mình thở oxy. Chỗ này là oxy tự do điều chỉnh được áp lực mà không cần điều chỉnh được FiO2 mà không cần áp lực. À, cho nên các bạn lưu ý chỗ này, địa phương mình có hết á, nhưng cái điều áp dụng xài á thì mình nhiều khi mình cứ cứng nhắc cái này là để thở CPAP là thở CPAP mà mình quên nó là tác dụng bộ trộn. Khi nó thở CPAP là nó phải qua cái hệ thống để giữ một cái áp lực cân bằng với bệnh nhân ở thì thở ra, qua cái van Bernstein hoặc là cái cột nước thì nó mới là CPAP. Còn đơn giản cái này là cái bộ trộn oxy, mình sử dụng bộ trộn trong bất cứ tình huống nào mà mình cần điều chỉnh được FiO2. Thì trở lại cái cột mà bạn nói là ở nơi đơn vị của mình là oxy của mình trộn lại mà cao quá cao thì bạn dòm cái cột bên tay phải, nó một cái cột màu xanh xanh có cái nấm ở trên đó là oxy, cái cột kia đó là khí trời. Thì khi mình nếu mình muốn thở oxy trộn á, oxy e mình gọi oxy trộn thì nó không có đúng lắm, mình thở oxy với khí trời hai cái trộn lại với nhau thì mình sẽ mua cái cột lưu lượng này thấp thôi. Thì trong hai cái cột bạn thấy á, cái cột màu xanh có cái nấm màu xanh á là lưu lượng giảm được từ 0.1 lít một phút. Bình thường mình thấy trên của mình đó là mình giảm từ cái lưu lượng của mình là 15 lít thôi, mỗi lần mình giảm là 1 lít, 2 lít, 3 lít. Còn cái cột màu xanh này mình giảm được 0.1, 0.2, 0.3. Nó chỉ có 6 lít một phút thôi mà cái cột vậy thôi. Cho nên mấy bạn mới điều chỉnh được. Cái này là do mình đặt mua thôi. Mấy bạn không biết có cái đó trong đời thì mình không có đặt mua. Còn cái cột e kế bên á là lưu lượng cũng thấp thôi. Để sao? Để khi mà oxy này nè cộng với e của mình á thì mình dặn cỡ khoảng chừng 1 lít, 1 lít rưỡi để đủ cái luồng khí đi ra. Còn oxy mình dặn có 0.1 lít một phút thôi. Hai cái đó trộn lại với nhau qua cái bình đi ra. À, thì lúc đó mình tính được FiO2. Dạ, cảm ơn bác Tâm. Dạ, xin hỏi lại là các anh chị em mình trong hội trường có câu hỏi nào dành cho bác Tâm hay không ạ? Dạ, nếu không có thì mình sẽ chuyển sang một câu hỏi cuối cùng nữa liên quan đến bài giảng của bác Tâm là tại sao tràn khí màng phổi bé lại chướng bụng? Câu hỏi... Coi lại cái hình thì mình biết sao nó chứng bụng ha. Bạn chờ cái hình trạc khí ha. Thì lúc nãy cơ hoành nó đang nằm đâu rồi? Nó lọt xuống rồi. Lọt xuống dưới rồi. Để cái bụng chứng lên. Trạc khí một bên đẩy xuống. Còn trạc khí hai bên đẩy luôn cái cơ hoành xuống thì bụng mới chứng lên. À, cái lúc này sao mà bụng chứng? Cái cơ hoành là một cái cơ ngăn giữa ngực và bụng. Thì khi mà trên phổi, ở trên phổi nó chứa đầy khí, nó đẩy cơ hoành xuống thì bụng chứng lên. Giống như cái thoát vị hoành là cái đáng lẽ cái ruột nó nằm ở dưới bụng.
thì nó lên trên phổi thì cái bụng lõm xuống thôi. Hay đó là cái cơ hoành là cái vách ngăn giữa ngực với bụng, thì đó là sự tương quan thôi. Mình nhìn cái hình này thì mình thấy rõ hơn tại sao bụng mình nhân chướng. Dạ xin cảm ơn bác Tâm ạ. Và câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc cho buổi sinh hoạt chuyên đề của ngày hôm nay của Bệnh viện Nhi Đồng 1 với chủ đề là xử trí siêu hấp cấp ở trẻ sơ sinh. Và một cái mong muốn chung của các anh chị học viên trực tiếp và trực tuyến là cô ơi, thầy ơi, bác ơi, cho em xin bài giảng được hay không? Thì bài giảng cũng giống như là nội dung của chương trình ngày hôm nay sẽ được up lên trang web của bệnh viện, YouTube và fanpage. Thì các bạn đừng quên like và theo dõi fanpage của chúng tôi để cập nhật nhanh nhất những cái dạ, những cái thông tin mới nhất của bệnh viện ạ. Xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị một buổi trưa vui vẻ và ngon miệng ạ.